Chiến thần bất bại. Tiêu Chính Văn. Chương 601, ông có thể thử. Khi đám người Trần Tấn vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở cửa, một vài tên đàn ông vạm vỡ trong bộ đồ chiến đấu màu đen đã hùng hổ bước tới bắt tất cả bọn họ lại. À, mấy người làm gì thế? Chuyện này không liên quan gì đến tôi, không phải do bọn tôi làm, là những người bên trong làm mà. Trần Tấn hoảng loạn hét lớn liền bị mấy tên cầm súng đè chặt xuống đất. Bạn của anh ta cũng trong tình trạng như vậy. Người đàn ông trung niên da trắng với mái tóc bạc, đeo kính râm bước tới, lạnh lùng liếc nhìn đám người Hoa Quốc trên mặt đất, sau đó tháo kính râm ra, để lộ đôi mắt màu nâu sẫm, nói cùng vào đi. Vâng, trưởng quan. Ngay sau đó, Conrad đưa hàng chục lính đánh thuê được trang bị súng và đám người Trần Tấn vào trong phòng bao. Brooklyn và đám người bị chặt đứt tay ban nãy đi theo sau Conrad với vẻ mặt kiêu ngạo. Lúc này, nhân viên phục vụ trong đứng trong sảnh vừa lo lắng vừa sợ hãi, toàn thân không ngừng run rẩy. Quản lý của nhà hàng càng lo lắng hơn, vội vàng chạy tới, cúi đầu chào Conrad nói, ông Conrad, không biết ông đột nhiên đến thăm, chúng tôi không kịp tiếp đãi chu đáo. Người ở đâu? Conrad lạnh lùng hỏi, giọng điệu trầm thấp. Quản lý nhanh chóng nói, ở đây ạ. Ngay sau đó, quản lý dắt đám người Conrad đến phòng bao của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhướng mày nhìn đoàn người vừa bước vào. Hơn chục tên lính đánh thuê trang bị súng xông vào và chặn toàn bộ các cửa, tất cả đều nhắm vào Tiêu Chính Văn và những người đang ngồi. Conrad điềm tĩnh bước vào, kéo một chiếc ghế và ngồi xuống, đập khẩu súng lục từ thắt lưng lên bàn, sau đó vẫy tay với Brooklyn phía sau, hỏi ai là người ra tay. Brooklyn lập tức chỉ vào Tiêu Chính Văn đang ngồi trước mặt, nói ông Conrad, là tên Hoa Quốc này, là hắn ra tay trước. Conrad gật đầu, sau đó trực tiếp cầm khẩu súng lục trên bàn lên, lập tức bắn chết 5 người bao gồm cả Brooklyn. Cảnh tượng này khiến đám người Tô Mặc như choáng váng. Quá độc ác. Conrad nghiêng đầu, cầm chiếc khăn trắng trên bàn lau vết máu loang trên mặt, rồi nói với mấy tên đàn em của mình kéo ra ngoài. Vâng. Vài tên lính đánh thuê lập tức lôi xác của Brooklyn và những người khác ra ngoài. Trần Tấn đứng sau đám người. Lúc này sắc mặt đã tái nhợt vì kinh hãi, quỳ xuống đất dập đầu, bên dưới chảy ra một dòng chất lỏng màu vàng. Tè ra quần rồi. Bọn họ đều là những bông hoa trong lồng kính, đã nhìn thấy người bị bắn chết bao giờ đâu. Cảnh này không khác gì cảnh trong mấy bộ phim khủng bố Hollywood cả. Lúc này, Tô Mặc Như cũng lo lắng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng sắc mặt Tiêu Chính Văn từ đầu đến cuối vẫn luôn rất thờ ơ. Conrad lau mặt, ném khăn lên bàn. Ngạo mạn nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi, ở thị trấn Casa này, dám động vào người của tao, mày có biết kết cục như thế nào không? Tiêu Chính Văn khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, lắc đầu cười nói, không biết. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn mỉm cười, Tô Mặc Như hoảng loạn vô cùng. Đến nước này rồi mà anh ta còn cười được. Lúc này, cả chục khẩu súng xung quanh đều chĩa vào đầu anh. Conrad khẽ cười. Khóe miệng nhếch lên nói, mày là người đầu tiên không sợ Conrad tao, có chút bản lĩnh, nhưng mà ở thị trấn Casa này thì phải tuân theo quy tắc của tao, động vào người của tao thì đều bị chặt tay chặt chân. Ồ, vậy à, vậy ông thử xem. Tiêu Chính Văn bình thản nói, Long Nhất và Long Lân ở bên cạnh đã sẵn sàng chiến đấu. Conrad cau mày, trực tiếp giơ tay ra hiệu. Ngay sau đó, một tên lính đánh thuê phía sau ông ta rút một con dao găm dài 20cm từ thắt lưng ra và đi về phía Tiêu Chính Văn. Người đàn ông đó giơ con dao trong tay lên và chém về phía cánh tay của Tiêu Chính Văn. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, một tiếng động lớn vang lên, tên lính đánh thuê đó đã bị một cú đấm làm nổ tung, cả người đập vào bức tường, ngã xuống dưới đất, ngực hõm xuống, mặt đầy máu. Trong tích tắc, cả phòng bao rơi vào trầm mặc. Conrad nhíu mày, liếc nhìn tên đàn em nằm trong đống đổ nát, sau đó nhìn về phía Long Nhất đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói, có chút thực lực, tuy nhiên, chúng mày đã sai lầm rồi. Nói xong, Conrad giơ tay lên, mấy chục tên lính đánh thuê lập tức rút chốt, sẵn sàng bắn. Tuy nhiên, đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên. Conrad, trong địa bàn của tao mà dám động vào khách của tao, mày muốn chết à? Vừa nghe thấy câu này đã nhìn thấy thân hình vạm vỡ của Baruch dắt theo vài người đi vào từ bên ngoài phòng bao. Sắc mặt Conrad nhanh chóng sầm xuống, nhìn Baruch vừa đi vào, lạnh lùng nói, Baruch,
sao mày lại ở đây? Baruch cười chế nhạo, nói tại sao tao lại không thể ở đây? Sao nào, thị trấn Kasa này chẳng lẽ chỉ có mình mày thôi à? Nghe thấy vậy, khuôn mặt của Conrad trở nên vô cùng khó coi. Còn Baruch lúc này đã đi tới chỗ Tiêu Chính Văn, nói cậu Tiêu, xin lỗi, tới muộn mất rồi. Tiêu Chính Văn bình thản gật đầu, không nói gì. Nhìn thấy cảnh này, Conrad nhíu mày, lạnh lùng hỏi, Baruch, mày muốn đối đầu với tao sao? Baruch xoay người, nhìn Conrad đầy thách thức, nói, vậy thì sao nào? Conrad tức giận, lập tức cầm súng, nhắm vào Baruch, cảnh cáo, Baruch, đây là việc của tao, lập tức đưa người của mày rời khỏi đây. Nếu không, đừng trách tao ra tay với mày. Baruch bật cười ha hả, nói Conrad, mày dám động tay với ta, mày không lo. Mày không sống yên được với người dân của cả cái thị trấn này à? Nghe thấy vậy, sắc mặt Conrad trùng xuống. Baruch là chiến binh số 1 của thị trấn Kasa, được cư dân của thị trấn Kasa sùng bái. Nếu như đối đầu với gã thì sự nghiệp của ông ta ở thị trấn Kasa này sẽ sụp đổ hoàn toàn. Sau một hồi suy nghĩ, Conrad nói, Baruch, tao không muốn đối đầu với mày, tao chỉ muốn tên người Hoa Quốc phía sau mày kìa, lẽ nào mày muốn chống lưng cho người Hoa Quốc sao? Baruch nói, Baruch tao luôn tôn trọng kẻ mạnh, cậu Tiêu đây là người duy nhất mà tao kính trọng, Conrad, lập tức dắt người của mày cút ra ngoài ngay. Một câu nói khiến sát khí trên người Baruch bùng lên mãnh liệt. Sắc mặt của Conrad trở nên khó coi. Trên lông mày cũng tỏa ra luồng khí tức hung hãn. Cuối cùng, ông ta liếc nhìn Tiêu Chính Văn, cười lạnh một tiếng, nói chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, ông ta dắt đám lính thuê rời đi. Sau khi bọn chúng rời đi, Baruch mới quay người nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, lần này là tôi giúp cậu, cậu nợ tôi một món ân tình đấy. Tiêu Chính Văn cười nhạt, nhún vai nói cảm ơn. Sau đó, anh hỏi Baruch, sao ông đột nhiên xuất hiện ở đây? Không có Baruch, Tiêu Chính Văn cũng có thể dễ dàng giải quyết Conrad, thậm chí là tiêu diệt toàn bộ tổ chức quân đội của ông ta. Tôi là ông chủ của nhà hàng này, nghe thấy xảy ra chuyện nên tôi chạy qua đây, không ngờ rằng người xảy ra xung đột với Conrad lại là cậu Tiêu, Baruch nói. Tiêu Chính Văn gật đầu. Sau đó, Baruch tiếp tục nói, ngoài ra, nếu đã đến đây rồi, thì tôi cũng thuận tiện thông báo cho cậu Tiêu một chút về lịch trình ra biển ngày mai, trong lúc đám người Tiêu Chính Văn đang thảo luận về kế hoạch ngày mai. Conrad ở bên ngoài nhà hàng, sắc mặt u ám vô cùng, ánh mắt hung hãn, nói với đám đàn em bên cạnh, điều tra xem Baruch có quan hệ gì với thằng nhãi đó. Ngoài ra, điều 300 người mang theo vũ khí hạng nặng đến phòng tập đấm bốc, đợi lệnh của tôi bất cứ lúc nào. Chương 602, Hội nghị giao lưu các doanh nghiệp. Cùng lúc đó, ở Long Kinh, trong phòng họp có diện tích hơn 1.000 mét vuông trên tầng cao nhất của khách sạn Lệ Hào. Lúc này các doanh nhân của 48 tỉnh đến từ Hoa Quốc đang tập trung đông đủ để mở cuộc hội nghị giao lưu trao đổi kinh nghiệm làm ăn kinh doanh. Trong hội nghị đều là các doanh nhân nổi tiếng của 48 tỉnh của Hoa Quốc và một số gia chủ, đại diện của các gia tộc nhà giàu. Trong đó có nhiều người mới được Hiệp hội Doanh nghiệp của các tỉnh đề cử đến đây với tinh thần học hỏi và trao đổi thêm. Sáng sớm Khương Vi Nhan và trợ lý Tô Tĩnh đi theo đoàn doanh nhân Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà đến phòng hội nghị. Lần này Tu Hà cử 12 doanh nhân làm đại biểu, 10 người trong số đó là người lớn tuổi, cũng là đại diện 10 doanh nhân xuất sắc hàng đầu của Tu Hà. Chỉ có Khương Vi Nhan và một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai khác là người mới được Hiệp hội Doanh nghiệp đề cử. Người đàn ông đó tên là Diệp Hâm, là tổng giám đốc tập đoàn Tân Tinh ở Tu Hà, cũng là người mới phát triển nhanh chóng trong 2 năm gần đây, giá trị thân phận đã hơn hàng trăm triệu tệ. Lần này Hội trưởng Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà Liễu Quốc Trung đặc biệt dẫn Khương Vi Nhan và Diệp Hâm đến tham gia cuộc thảo luận. Khương Vi Nhan thì không cần nói, một mặt là vì thân phận của Tiêu Chính Văn bày ra trước mắt, mặt khác là gần đây công ty của Khương Vi Nhan cũng đang phát triển nhanh chóng. Hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài, giấy lên phong ba không nhỏ ở Tu Hà. Lúc này trong phòng họp đã có gần 500 người ngồi hết 50 bàn. Phía trước hết là bục phát biểu và ba bàn chính, người ngồi đó là hội trưởng Hiệp hội Doanh nghiệp của 48 tỉnh, người đại diện của các doanh nhân và các gia tộc nhà giàu, đều là những người có thân phận cao quý và nổi tiếng. Ở địa phương, họ đều là những người rất có uy tín.
Lúc này Khương Vi Nhan và các đại diện của doanh nghiệp Tu Hà ngồi vào bàn số 26, cách bàn chính một khoảng. Người ngồi ở đây đều là các doanh nhân nổi tiếng ở Tu Hà, đã từng trò chuyện với nhau. Lúc này Diệp Hâm nhìn Khương Vi Nhan, vừa ga lăng vừa dịu dàng cười nói, Tổng Giám Đốc Khương, lát nữa sau khi cuộc thảo luận này kết thúc, cô có định đi đâu không? Khương Vi Nhan quay sang cười, nhìn Diệp Hâm nói, tất nhiên là về khách sạn rồi. Diệp Hâm lắc đầu nói, Tổng Giám Đốc Khương, một người xinh đẹp như cô đừng có ru rú trong nhà vậy chứ, không dễ gì đến Long Kinh một chuyến mà. Nơi này có rất nhiều điểm di tích lịch sự, nên ra ngoài tham quan mới phải. Khương Vi Nhan suy nghĩ một lúc rồi lịch sự nói, tôi không có hứng thú với mấy chỗ đó, công ty còn vài việc chưa giải quyết nên tôi phải về để xử lý. Nghe cô nói vậy, Diệp Hâm vội nói, hai, công ty không bao giờ hết việc được, người làm ông chủ, bà chủ như chúng ta cần phải biết kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, làm phong phú thêm cuộc sống của mình. Dứt lời, Diệp Hâm liếc nhìn về phía bàn chính, sau đó ghé lại gần nhỏ giọng nói, Tổng Giám Đốc Khương, e là cô vẫn chưa biết, sau khi kết thúc cuộc thảo luận, mấy doanh nhân lớn và gia chủ nhà giàu ở bàn chính đó sẽ đi tham quan cố cung, đây là tin tức tôi khó khăn lắm mới nghe ngóng được. Nếu giả vờ tình cờ gặp được họ ở cố cung thì chúng ta cũng có thể đi tham quan chung với họ. Đến lúc đó, chúng ta có thể được thơm lây, nói chuyện với những doanh nhân lớn đó, có thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Thật sao? Khương Vi Nhan ngờ vực hỏi ngược lại. Diệp Hâm cười nói, tất nhiên là thật, chúng ta đều đến từ Tu Hà, sao tôi lại gạt cô chứ? Khương Vi Nhan nghĩ một hồi rồi lại nhìn sang mấy nhân vật tầm cỡ ở bàn chính đó, nhỏ giọng nói, vậy được. Nghe Khương Vi Nhan đồng ý, Diệp Hâm cũng nở nụ cười ẩn ý. Ít nhất cũng xem như mình đã thành công bước đầu. 5 ngày tiếp theo, hắn có thể từ từ lên kế hoạch làm sao để ở cùng chung một chỗ với đóa hoa xinh đẹp trong giới doanh nghiệp Tu Hà Khương Vi Nhan này. Lần đầu nhìn thấy Khương Vi Nhan, Diệp Hâm đã bị thu hút bởi vẻ đẹp mỹ miều của cô. Hôm đó, hắn điều tra về lai lịch của Khương Vi Nhan, phát hiện chồng cô lại là thằng vô dụng bị người ở Tu Hà mắng nhiếc. Lúc đó, Diệp Hâm buồn phiền. Tại sao mình không thể quen với Khương Vi Nhan sớm hơn, như vậy mình có thể đã có được người phụ nữ xinh đẹp này rồi. Chẳng bao lâu, cuộc thảo luận bắt đầu, mọi người thoải mái trao đổi kinh nghiệm, trò chuyện với nhau. Nhưng đa số đều là a dua nịnh hót hoặc giữ lại một phần nào đó bí mật của mình. Nội dung của cuộc trao đổi như có như không, chẳng có ý nghĩa lớn lao gì. Ngược lại là bài phát biểu trên bục của các đại diện được 48 tỉnh đề cử đó rất phong phú. Soi sáng đường đi cho rất nhiều doanh nhân, cũng khơi gợi sự phát triển cho doanh nghiệp trong tương lai. Những tràng pháo tay như sấm vang không ngừng vang lên. Lúc mọi người không ngừng vỗ tay thì cửa phòng họp bỗng bị đẩy mạnh ra. Sau đó, tiếng bước chân vang lên khắp đại sảnh phòng họp. 500 doanh nhân ở trong phòng họp đều ngây người quay đầu lại nhìn về phía cửa, từng đoàn binh lính được trang bị vũ trang vác theo súng lao vào phòng họp, sau đó bao vây lấy cả đại sảnh phòng họp. Bên cạnh mỗi bàn đều có 10 binh lính cầm súng chĩa vào đầu các doanh nhân đang ngồi ở đây. Lúc này hiện trường bỗng trở nên hỗn loạn, ai nấy đều hoảng hốt. 10 đại diện doanh nghiệp trên bục phát biểu vừa định đứng dậy thì đã bị binh lính sống dến đè xuống ghế. Đây, chuyện gì vậy? Binh lính từ đâu đến thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều binh lính mang súng thế này? Trời ạ, không phải chúng ta gây tội gì đó chứ? Mọi người sợ hãi nhao nhao bàn tán. Tất nhiên bàn của Khương Vi Nhan cũng không thoát khỏi, 10 binh lính cầm súng bao quanh họ. Khương Vi Nhan cực kỳ hoảng sợ. Lúc này, ngay tại cửa phòng họp tiếng bước chân của đôi giày quân đội dẫm lên sàn nhà vang lên. Trong ánh mắt của gần 500 doanh nhân, một thiếu tướng có một ngôi sao màu vàng gắn trên vai, thắt lưng còn có một khẩu súng lục sải bước đi vào. Sắc mặt thiếu tướng đó khá lạnh lùng, nghiêm trang bước lên bục phát biểu. Sau đó cầm lấy micro đứng dưới ánh đèn mỉm cười nói với các doanh nhân ở 50 bàn bên dưới, các vị đừng hoảng sợ, chúng tôi đang tiến hành khám xét theo lệnh. Vì có người tố cáo, ở đây có cuộc họp phi pháp nên tôi dẫn binh lính đến xem sao. Các vị bên dưới hãy dùng tay ôm đầu, đừng kháng cự. Sau khi chúng tôi khám xét thân phận xong sẽ thả các vị đi. Những doanh nhân bên dưới đồng loạt giơ tay lên ôm đầu. Đồng thời trong lòng họ dấy lên cảm giác khó hiểu, cuộc họp phi pháp. Sao có thể chứ? Có nhầm lẫn gì à?
Người phụ trách cuộc thảo luận lần này là một người đàn ông hơn 60 tuổi, cũng là một doanh nhân có tiếng ở Long Kinh. Lúc này ông ta đứng lên nói với thiếu tướng đó, thiếu tướng, chắc là các cậu nhầm rồi, đây là cuộc thảo luận về doanh nghiệp chính thống, chúng tôi đã báo với cục thanh tra địa phương rồi. Thiếu tướng đó xoay người lại nói với ông ta, chúng tôi cũng vì nhận được tố cáo nên mới đến đây, chỉ là khám xét theo lệnh thôi. Chỉ cần sau khi khám xét không có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ rời đi, ông đừng lo lắng. Nghe vậy, ông ta mới gật đầu, im lặng đứng sang một bên. Nhưng ngay sau đó, thiếu tướng đó xoay người nói với tất cả mọi người, đại diện doanh nghiệp Tu Hà đang ngồi ở bàn nào. Chương 603, quá tài trời. Câu nói này khiến không gian xung quanh trở nên lặng ngắt. Tất cả mọi người đều bắt đầu nhìn ngó xung quanh, không ngừng tìm kiếm đại diện doanh nghiệp Tu Hà. Bàn số 26. Cũng không biết là ai hô lên một tiếng, trong nháy mắt, ánh mắt của cả phòng liền đổ dồn về phía bàn số 26. Lúc này, mấy người Khương Vi Nhan và Diệp Hâm đều sững sờ, đưa mắt nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chỉ gọi tên mỗi đại diện doanh nghiệp Tu Hà chúng ta thôi? Hội trưởng Liễu đâu, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Vào lúc các doanh nhân tại Tu Hà đang vô cùng hoài nghi và hoảng sợ, bên này, thiếu tướng đứng trên bục phát biểu đã rảo bước tiến lại với vẻ mặt lạnh lùng. Thiếu tướng đó mở miệng hạ lệnh, dẫn đi hết cho tôi. Ngay lập tức, tất cả đại diện doanh nghiệp Tu Hà đều ngơ ngác. Á, tại sao lại dẫn chúng tôi đi? Chúng tôi phạm tội gì chứ? Trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chúng tôi đến tham gia buổi giao lưu, tại sao lại bị binh lính bắt đi thế này? Hội trưởng Liễu, cứu mạng. Tất cả mọi người đều sững sờ, bao gồm cả Khương Vi Nhan lúc này cả người đã khẽ run rẩy, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bên này, Liễu Quốc Trung vội vàng chạy lại, hốt hoảng hỏi, tướng quân, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chỉ bắt đại diện doanh nghiệp Tu Hà chúng tôi, là do chúng tôi làm sai gì hay sao? Chúng tôi đều là người làm ăn chân chính, trước nay chưa từng làm chuyện gì phi pháp cả. Chuyện này có phải có hiểu lầm gì hay không? Tướng quân đó quay đầu lại, nhìn Liễu Quốc Trung đang hốt hoảng đứng bên cạnh mình, hỏi ông là ai? Liễu Quốc Trung vội vàng trả lời, tôi là Liễu Quốc Trung hội trưởng Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà. Nghe vậy, thiếu tướng thẳng thừng lên tiếng, hội trưởng Liễu. Tốt lắm, dẫn đi luôn cho tôi. Trong nháy mắt, mười mấy binh lính cùng tiến lên trước, còng tay hết cả bàn đại diện doanh nghiệp của Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà, bao gồm cả Liễu Quốc Trung. Không ít người còn định phản kháng, thế nhưng bọn họ đâu phải đối thủ của những binh lính này, lập tức bị đè xuống mặt đất. Đừng bắt tôi mà, tôi không làm sai gì cả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Trời ơi, sao mấy người có thể tùy tiện bắt người, cứu mạng với, ai cứu chúng tôi với, cả đám người cùng kêu gào thảm thiết. Khương Vi Nhàn yên tĩnh ngồi trên ghế, bị mấy binh lính sau lưng còng tay lại. Cô không dám phản kháng. Bởi lẽ mấy người bên cạnh đã bị đè xuống đất chỉ vì phản kháng, thậm chí còn bị báng súng đánh cho chảy máu đầu. Ngay cả hội trưởng Liễu cũng đã bị đối phương còng tay lại. Trong lòng cô bây giờ rất rối, muốn báo tin cho Tiêu Chính Văn nhưng bản thân không thể cầm được điện thoại. Chẳng mấy chốc, tướng quân đó đã dẫn mười mấy đại diện doanh nghiệp Tu Hà rời khỏi buổi giao lưu. Mãi sau khi bọn họ rời đi, đại diện doanh nghiệp của 47 tỉnh thành còn lại mới hoàn hồn trở lại. Căn phòng ồn ào những tiếng thảo luận. Cứ thế mà dẫn đi sao? Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Lẽ nào mấy doanh nhân Tu Hà đó đã làm chuyện gì phi pháp? Chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu, mau đi nghe ngóng cho rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên này, Nhiếp Thái Quốc người khởi xướng ra buổi giao lưu, người đàn ông ban nãy, cũng chính là chủ tịch của tập đoàn Long Lợi ở Long Kinh vội vàng bấm một số điện thoại. Hỏi, mau điều tra rõ xem đại diện doanh nghiệp Tu Hà có phải đã làm ra chuyện gì phi pháp không, ban nãy bọn họ vừa bị người của quân khu dẫn đi rồi. Bên này, sau khi mấy người Khương Vi Nhan và Liễu Quốc Trung rời khỏi thì bị ép buộc lên mấy chiếc xe quân sự đang đỗ trước cửa khách sạn. Sau đó, xe quân sự nổ máy đưa mấy người bọn họ nhốt vào phòng giam của căn cứ quân sự gần đó. Nơi này không thấy ánh sáng mặt trời, u tối ẩm mốc, còn có rất nhiều côn trùng. Môi trường có thể nói là cực kỳ tồi tệ. Khương Vi Nhan bị đẩy vào trong phòng giam, sau lưng rầm một tiếng, cánh cửa sắt liền khóa lại. Cô vội vàng nắm lấy lan can sắt,
gào lên, trưởng quan, có thể cho tôi gọi một cuộc điện thoại thông báo với người nhà không? Thế nhưng, không có ai đáp lời. Những binh lính đó giống như bức tượng đứng ở trước cửa. Dù Khương Vi Nhan có gào thét thế nào, chưa có mệnh lệnh thì bọn họ cũng sẽ không nói chuyện với cô. Mà bên này, thiếu tướng ban nãy đã đến một phủ đệ tại vùng ngoại ô Long Kinh. Thưa vương, đã bắt hết toàn bộ rồi. Thiếu tướng khom lưng nói với người đàn ông trung niên đang ngồi thưởng trà trên sofa trong phòng khách. Người đàn ông đó không ai khác mà chính là Xích Diệm Vương, thân hình cường tráng với không ít băng gạc quấn xung quanh không có gì che đậy. Những vết thương này có từ trận chiến với Tiêu Chính Văn không lâu trước đây. Lúc này, hắn nhấp một ngụm trà, thờ ơ gật đầu, nói, được, những chuyện tiếp theo cứ đợi mệnh lệnh của tôi. Rõ. Thiếu tướng đáp lời, sau đó lặng lẽ đứng bên cạnh hầu hạ Xích Diệm Vương. Không lâu sau đó, một binh lính vội vàng chạy tới, cung kính nói, chủ soái, ông Viên tới rồi. Mau mời ông ta vào, Xích Diệm Vương nói. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc vest màu xám, chắp tay sau lưng, dẫn theo hai vệ sĩ bước vào, cười hỏi, Xích Diệm Vương, chuyện nhà họ Viên tôi nhờ ông làm thế nào rồi? Xích Diệm Vương đứng dậy, cười nói, ông Viên, sắp xếp xong cả rồi. Tốt lắm, tốc độ làm việc của Xích Diệm Vương quả nhiên rất nhanh. Ông Viên cười nói, không khách khí mà ngồi xuống sofa. Xích Diệm Vương nghĩ ngợi rồi nói, ông Viên, đừng trách tôi lắm mồm, tại sao ông lại bắt đám người đại diện doanh nghiệp từ Tu Hà đến này, tôi điều tra cả rồi, thật sự bọn họ không làm bất cứ chuyện gì phi pháp cả. Chuyện này nếu như không cẩn thận mà lan truyền ra ngoài, bị giới truyền thông tuyên truyền trắng trợn, đến lúc đó tôi sẽ rất bị động. Ông Viên đó cười nói, Xích Diệm Vương, ông cứ yên tâm đi, chuyện này sẽ không hề dính líu gì tới ông. Không có gì phạm pháp thì chúng ta có thể sắp xếp cho thành có. Không phải ông biết khách sạn nơi mấy doanh nhân Tu Hà này ở sao, bỏ tí đồ vào trong phòng bọn chúng là được rồi không phải sao? Nghe vậy, Xích Diệm Vương liền bừng tỉnh, hỏi, nhưng tôi không hiểu lắm, tại sao nhà họ Viên phải đối phó với đám người này, mấy người này chỉ là thương nhân bình thường ở Tu Hà, đối với nhà họ Viên mà nói thì căn bản không có gì đáng để tâm. Ông Viên nhấp một ngụm trà, cười nói, Xích Diệm Vương à, xem ra ông vẫn chưa điều tra đủ kỹ lưỡng. Ông có biết trong đám đại diện doanh nghiệp Tu Hà mà mình vừa bắt có ai không? Ai? Xích Diệm Vương hỏi với vẻ nghi hoặc. Khương Vi Nhan, ông Viên lạnh lùng đáp lời. Khương Vi Nhan. Xích Diệm Vương cau mày, tiếp đó, ông ta hoài nghi hỏi, đây là ai thế, đáng để nhà họ Viên huy động lực lượng như thế sao? Ông Viên cười nói, xem ra, Xích Diệm Vương rời chiến khu lâu quá nên vẫn chưa biết một số chuyện. Khương Vi Nhan này chính là vợ cả của chủ soái Bắc Lương tiền nhiệm. Hôn lễ của bọn họ đã nhận được lời chúc phúc từ năm chiến khu lớn và cả Long Các đấy. Cái gì, vợ của vua Bắc Lương? Đồng tử của Xích Diệm Vương liền co rút mạnh mẽ, vẻ mặt không thể tin nổi. Nhà họ Viên lại bảo mình bắt vợ cả của vua Bắc Lương. Chuyện này không phải quá tay trời hay sao? Với tính khí của vua Bắc Lương, nếu như biết được chuyện này thì không phải sẽ xới tung Long Kinh, xới tung phủ đệ của Xích Diệm Vương ông ta, thậm chí còn xới tung cả chiến khu lên hay sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 604, Địa ngục Trần Gian. Ông Viên, mục tiêu của các ông từ lúc bắt đầu tới giờ chính là vợ của chủ soái Bắc Lương, Khương Vi Nhan đó sao? Xích Diệm Vương cũng không hề ngốc, lập tức hiểu được ý của người đó. Ông Viên cười một cách thản nhiên, gật đầu nói, đúng vậy, mục tiêu của nhà họ Viên từ lúc bắt đầu đến giờ chính là cô gái Khương Vi Nhan đó. Không thể ngờ rằng chồng của Khương Vi Nhan này lại chính là chủ soái trước đây của Bắc Lương. Càng khiến nhà họ Viên tôi không ngờ được là chủ soái Bắc Lương này lại chính là tàn dư của nhà họ Tiêu năm đó. Nói đến đây, khóe mắt ông Viên hiện lên một tia sát khí. Chuyện này nhà họ Viên cũng vừa mới biết cách đây không lâu, khi hay tin, tất cả các tầng lớp của nhà họ Viên kể cả năm vị trưởng lão đều bị chấn động. Tên tàn dư của nhà họ Tiêu năm đó vẫn còn sống sót, không chỉ vậy còn sống rất tốt, trở thành vua Bắc Lương của Hoa Quốc uy danh lừng lẫy. Năm đó sau khi nhà họ Tiêu bị diệt vong, nhà họ Viên đã từng điều tra nhân khẩu còn sót lại của nhà họ Tiêu, nhưng cuối cùng lại nhận được tin tức không còn một ai sống sót. Cho tới gần đây, phía bên Viên Lãng truyền tới tin tức mới, nhà họ Tiêu vẫn còn người sống sót, nhưng chỉ là một tên vô dụng,
trở thành thành rể ăn bám nhà họ Khương. Ban đầu nhà họ Viên không quá coi trọng chuyện này, dù sao cũng chỉ là một tên vô dụng, cũng không có gì đáng lo ngại cả. Mãi cho tới gần đây, ba gia tộc lớn khác tổ chức cuộc họp bí mật với nhà họ Viên mới biết được, những mảnh giấy về Thiên Sơn Thư Lục chỉ có người nhà họ Tiêu mới có thể giải đáp được. Vì vậy, nhà họ Viên đã tiêu tốn rất nhiều tâm sức để điều tra lại về chuyện nhà họ Tiêu, cuối cùng bọn họ lại điều tra được thông tin liên quan đến Tiêu Chính Văn và nhà họ Tiêu trước đây đều là giả, có người cố ý gài bẫy bọn họ. Sau đó bọn họ điều tra được Tiêu Chính Văn này lại chính là chủ soái Bắc Lương. Còn Khương Vi Nhan là vợ của anh. Tuy nhiên Tiêu Chính Văn này cũng khá cẩn thận, không hề để lộ thân phận thật sự của mình trước công chúng, chắc là cũng đã có chuẩn bị. Hôm đám cưới, những người tham gia hôn lễ biết được về thân phận thật sự của Tiêu Chính Văn nhưng đều bị cảnh cáo nghiêm ngặt không được phép tiết lộ ra ngoài. Đây đối với nhà họ Viên là một chuyện tốt. Bởi vì như vậy thì nhà họ Viên mới có thể âm thầm làm nhiều chuyện trong bóng tối. Lúc này, Xích Diệm Vương nghe xong lời của ông Viên, sắc mặt sầm xuống. Hắn đã biết chuyện Tiêu Chính Văn chính là tàn dư của nhà họ Tiêu năm đó từ lâu rồi, chỉ là hắn không biết, nhà họ Viên và nhà họ Tiêu lại có mối hận thù như vậy. Trầm mặc một lúc, Xích Diệm Vương hỏi, vậy ông Viên muốn làm như thế nào? Nếu như để vua Bắc Lương biết chúng ta bắt vợ của cậu ta sẽ lật tung cả chiến khu và Long Kinh này lên, thậm chí nhà họ Viên cũng khó lòng thoát được. Ha ha! Ông Viên bật cười lớn, nói với Xích Diệm Vương, ông là chủ soái hiện giờ của chiến khu Bắc Lương, nắm trong tay 250 vạn binh lính Bắc Lương, ông còn sợ một chủ soái Bắc Lương tiền nhiệm sao? Hơn nữa, còn có nhà họ Viên tôi đứng sau chống lưng cho ông, chẳng lẽ có ai dám động vào ông à? Ông cứ yên tâm đi, chuyện này, chúng tôi đã lên kế hoạch ổn thỏa rồi. Chúng tôi sẽ chọc tức Tiêu Chính Văn, khiến hắn điên lên, mất hết lý trí. Ra tay với ông hoặc nhà họ Viên tôi, vậy thì chúng ta sẽ có cớ để hành động rồi. Đến lúc đó, bắt tên Tiêu Chính Văn ấy dễ như trở bàn tay ấy mà. Đừng quên ở đây Long Kinh, là địa bàn của thiên tử. Tiêu Chính Văn hắn dù có lợi hại thế nào nhưng nếu dám ở đây làm loạn thì chắc chắn là tội chết. Nói xong, trong mắt ông Viên lóe lên một tia hung ác. Xích Diệm Vương lại tỏ ra lo lắng. Tiêu Chính Văn là chủ soái tiền nhiệm của Bắc Lương. Chẳng lẽ lại dễ dàng bị khống chế như vậy sao? Không biết vì sao hắn có cảm giác, lần này sẽ gây ra một trận mưa to gió lớn. Tuy nhiên việc đã đến nước này, Xích Diệm Vương cũng không còn đường lui nữa. Hắn lập tức nói với thiếu tướng bên cạnh, dắt người đến khách sạn của đại biểu hội doanh nghiệp Tu Hà, cậu biết nên làm gì rồi đấy. Vị thiếu tướng đó nhận lệnh, lập tức xoay người rời khỏi biệt thự. Rất nhanh sau đó, Long Kinh truyền ra tin tức. Tại hội giao lưu doanh nghiệp lần này, đoàn doanh nghiệp đại biểu của Tu Hà dám giấu súng và thuốc cấm trong khách sạn nên đã chính thức bị quân khu bắt giữ. Bên cạnh đó cũng truyền ra tin tức, Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Na Na Khương Vi Nhan của đoàn đại biểu doanh nghiệp Tu Hà đã đánh cắp bí mật quân khu và bí mật quốc gia nên bị bắt giữ và điều tra nghiêm ngặt. Tin tức này truyền ra ngoài đã chấn động cả Long Kinh. Người bình thường mặc dù không biết Khương Vi Nhan là ai, nhưng các lãnh đạo cấp cao của Long Kinh đều biết về thân phận của Khương Vi Nhan. Đặc biệt là Long Các đã nổi lên một cơn thịnh nộ ngút trời. Hoang đường, rõ ràng là hoang đường, đánh cắp bí mật quân khu và quốc gia, tội lớn tày trời này lại có thể tùy ý đổ lên đầu một người phụ nữ. Lại còn là vợ của chủ soái Bắc Lương tiền nhiệm, đám ngu xuẩn này rốt cuộc muốn làm gì? Trong phòng họp của Long Các, Tần Hán Quốc nổi trận lôi đình, đập mạnh xuống bàn. Tức giận hét lớn, lập tức điều tra xem là chiến bộ nào bắt đoàn đại biểu doanh nghiệp Tu Hà, điều tra xem là ai dám đổ tội danh này lên đầu Khương Vi Nhan. Vâng, một sĩ quan lập tức trả lời, vội vàng chạy ra khỏi phòng họp. Cho đến khi chạy ra khỏi phòng họp, vị sĩ quan đó mới dám thở phào một hơi. Vừa nãy bầu không khí trong phòng họ thật sự quá bùng nổ rồi. Anh ta chưa từng thấy các vị các lão của Long Các tức giận như vậy bao giờ. Mà lúc này, trong phòng họp, Tần Hán Quốc vẫn chưa nguôi giận, quay người nhìn Giang Vạn Long, hỏi, Giang Lão, đến lúc nào rồi mà ông còn có tâm trạng ngồi đây? Chuyện này nếu như để thằng nhóc ấy biết được, nó lại chẳng lật tung cái Long Kinh này lên ấy chứ? Giang Vạn Long trầm mặc, ông ấy cau mày, lạnh lùng nói, tôi thấy chuyện này không đơn giản, bắt vợ của Tiêu Chính Văn, còn đổ tội lớn lên đầu cậu ấy,
đây rõ ràng là có âm mưu không chính đáng. Nghe thấy vậy, ba người Tần Hán Quốc đều sa sầm mặt mày, lập tức phản ứng lại, ý ông là, kẻ chủ mưu đứng sau lần này muốn nhắm vào Tiêu Chính Văn. Giang Vạn Long không nói gì, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này, vị sĩ quan vừa đi kia đã quay lại, cung kính nói, Tần Lão, đã điều tra được rồi, là Xích Diệm Vương dắt quân đến bắt người, bây giờ bọn họ đều đã bị nhốt ở phòng giam số 9 của quân khu số 7 rồi. Nghe thấy câu này, Tần Hán Quốc kinh ngạc, sắc mặt hoảng loạn nói, gì cơ? Phòng giam số 9 của quân khu số 7. Ngay cả Giang Vạn Long sau khi nghe xong cũng không khỏi run lên, hét lớn, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Lập tức điều động một đoàn binh lính đến quân khu số 7, đưa người an toàn trở về. Giang Vạn Long lập tức hạ lệnh, vẻ mặt lo lắng và sợ hãi, nhìn đám người Tần Hán Quốc, trong mắt lóe lên tia nghi ngờ. Sau đó bốn vị các lão cùng nhau xuất phát, nhanh chóng tiến về quân khu số 7. Nguyên nhân chính là vì phòng giam số 9 ở quân khu số 7 này. Đây chính là nhà tù mà cho dù thần tiên có tới cũng không thể nào thoát ra được. Ở đây, cho dù bạn là ai, chỉ cần nhận định là có tội, khi ra ngoài đều sẽ bị gắn tội danh lên người. Hơn nữa, mỗi một người vào đây, cuối cùng đều máu me be bét nằm liệt giường. Cho dù sống sót ra được ngoài, nhưng chưa nổi một ngày cũng sẽ vì bị thương nặng mà chết. Nơi đây được gọi là địa ngục trần gian ở Long Kinh, 10 người vào thì 9 người chết. Chương 605, tra tấn dã man. Cùng lúc đó, ở trong phòng giam số 9 truyền tới tiếng kêu la thảm thiết vô cùng. Mỗi một tiếng hét đều khiến người khác phải run rẩy, toàn thân kinh hãi. À á, đừng đánh nữa mà, chúng tôi thật sự không biết gì cả, xin tha mạng, xin tha mạng. Chúng tôi là người bị hại, không hề giấu chất cấm nào cả, trời ơi. Vì sao lại bắt chúng tôi, à á á, đừng đánh nữa mà, đừng đánh nữa, tôi nhận, lúc này, trong một phòng thẩm vấn nhỏ của nhà giam. Bốp bốp bốp, tiếng roi quất truyền tới, mỗi một tiếng vang như tiếng sầm rền lại khiến người ta kinh hãi, cơ thể không tự chủ được mà run lên bần bật. Á, tôi không biết gì cả, tôi không làm, tôi không phải là gián điệp, tôi không ăn cắp bí mật quốc gia, tôi thật sự không biết, các người nhất định là nhầm rồi, chồng ơi, anh đang ở đâu, cứu em với, á, tôi không có, những tiếng kêu thảm thiết phát ra từ phòng phẩm vấn, mỗi một âm thanh đều khiến người khác run sợ. Trong phòng thẩm vấn, Khương Vi Nhan bị treo lên không trung, hai tay đầy máu, cô đang bị quất bằng roi, khắp mọi nơi trên cơ thể đều bê bết máu, máu nhỏ từng giọt xuống đất. Trên mặt đất lúc này đã bị nhuốm đỏ bởi màu máu. Khương Vi Nhan mặt đầy máu, môi trắng bệnh, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng hét lớn, tôi không phải gián điệp, chồng tôi cũng không phải, tôi chỉ là người kinh doanh bình thường thôi, tôi đi theo hiệp hội doanh nghiệp đến tham gia hội giao lưu. Các người nhất định là nhầm rồi, bên dưới, một người đàn ông cởi trần vạm vỡ cầm chiếc roi ra đầy máu trên tay nhúng vào xô nước muối bên cạnh rồi lại quất vào lưng Khương Vi Nhan. Á! Khương Vi Nhan hét lên một tiếng, phần da sau lưng như bị nứt toác, máu không ngừng chảy ra, cả người cũng gục xuống ngất đi. Gã đàn ông cường tráng đó cau mày nhìn một sĩ quan đang ngồi ở bên cạnh, nói trưởng quan, ngất rồi, miệng của con ả này cũng cứng lắm. Rõ ràng cơ thể mềm yếu mà còn chịu đựng giỏi hơn cả đàn ông, gã đó cũng lộ vẻ bất lực, đây là lần đầu tiên gã thấy có người bị quất 30 roi vẫn không chịu thừa nhận. Ở đây nhiều nhất chỉ 10 roi là những kẻ giết người đều đã phải nhận tội rồi. Cho dù là tội danh gì, bọn họ đều nhận, chỉ cầu xin được rời khỏi chỗ này. Tuy nhiên người phụ nữ bê bết máu bị treo trên không trung này lại có thể chịu được 30 roi. Vị sĩ quan đó nhíu mày. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lạnh lùng nói, dùng nước tạt cho tỉnh, tiếp tục tra khảo. Không được thì đổi cách khác, rút hết móng tay móng chân của cô ta ra. Gã đàn ông lực lưỡng đó do dự, ngập ngừng nói, trưởng quan, như thế có tàn nhẫn quá không, một người phụ nữ yếu đuối như cô ta, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ chết ở đây mất. Lắm mồm, tôi bảo cậu làm thế nào thì cậu làm như thế, cậu định làm trái lệnh tôi à? Vị sĩ quan đó lập tức tức giận. Gã đàn ông cường tráng lập tức đứng nghiêm, nói, vâng. Thuộc hạ tuân lệnh, sau đó, gã hất mạnh một xô nước đá vào người Khương Vi Nhan. Ngay lập tức, cơn đau dữ dội ập tới khiến Khương Vi Nhan bừng tỉnh. Giờ phút này cô hoàn toàn không còn sức để kêu la nữa, cô rất yếu, toàn thân không ngừng run rẩy.
nhất là các vết thương khắp người sau khi bị sát muối và hất nước lạnh vào, nỗi đau thấu tâm gan đó đủ để khiến bất kỳ người đàn ông trưởng thành nào ngất lịm đi. Tuy nhiên, sự bướng bỉnh và không chịu khuất phục của Khương Vi Nhan đã khiến cô tỉnh táo. Gã đàn ông cường tráng đó thả cô xuống, sau đó đè cô xuống chiếc ghế ở một bên rồi trói tay chân cô vào chân bàn. Khương Vi Nhan rất sợ hãi và hoảng loạn, đặc biệt là khi nhìn thấy gã đàn ông đó đang cầm kìm nhổ đinh tiến lại gần, toàn thân cô run rẩy, nước mắt rơi lã chã, hét lớn, đừng, đừng mà, tôi thật sự không ăn cắp bí mật quốc gia, tôi không phải là gián điệp, mấy người nhầm rồi, mấy người nhất định là bắt nhầm người rồi. Gã đàn ông lực lưỡng đó bước tới trước mặt Khương Vi Nhan, lạnh lùng nói cô không thừa nhận cũng không sao, tiếp theo, tôi sẽ nhổ từng cái móng tay của cô. Tin tôi đi, 10 ngón tay được nối với tim, nỗi đau tột cùng như này cô không thể chịu đựng được đâu. Chỉ cần cô thừa nhận, cô là gián điệp, nói ra kẻ chủ mưu phía sau cô, rằng chồng cô bảo cô đánh cắp bí mật quốc gia, cô có thể bình an vô sự rời khỏi chỗ này. Yên tâm, chúng tôi sẽ tha cho cô con đường sống. Mọi chuyện đều là do chồng cô lợi dụng cô để đánh cắp bí mật quốc gia, cô không hề biết gì, như vậy thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Không. Khương Vi Nhan lắc đầu nguầy nguậy, hét lớn, không hề. Chồng tôi không hề bảo tôi đánh cắp bí mật quốc gia. Các người nói nhảm, chồng tôi là chủ soái Bắc Lương, anh ấy đã đóng góp rất nhiều công lao cho Hoa Quốc, là niềm tự hào của Hoa Quốc, anh ấy không làm những chuyện đó, mấy người đừng hòng đổ oan, nghe thấy vậy. Sắc mặt vị sĩ quan đó sầm xuống, hét lớn, nhổ hết. Ngay lập tức, gã đàn ông vạm vỡ cởi trần kẹp một ngón tay của Khương Vi Nhan lại, hỏi câu cuối cùng, nói hay không. Khương Vi Nhan nước mắt lưng tròng, cả người run lên, liều mạng lắc đầu, không có, thật sự không có cứng miệng à. Gã đàn ông vạm vỡ hừ lạnh một tiếng, kẹp chặt móng tay của Khương Vi Nhan, từ từ rút ra. Trong khoảnh khắc, cơn đau thấu tim truyền từ ngón tay lan ra khắp cơ thể của Khương Vi Nhan. Cảm giác đau đớn đó giống như một vết rách trong tâm hồn, khiến cơ thể Khương Vi Nhan co rút lại và run rẩy không ngừng. Toàn bộ cánh tay của cô run lên, cô kiên cường cắn chặt môi, khiến da môi bị nứt toác. À á á, tiếng hét vang vọng khắp phòng giam số 9. Móng tay ngón trỏ trái của Khương Vi Nhan bị rút ra, máu lập tức chảy ra be bét. Khi đó, cô đau quá ngất đi. Tạt nước, tiếp tục, sĩ quan ở bên cạnh lạnh lùng nói. Ao ao ao. Khương Vi Nhan lại bị đánh thức, cô thở hổn hển, hai mắt mờ mịt. Nói hay không? Gã đàn ông vạm vỡ tiếp tục lạnh giọng hỏi. Khương Vi Nhan cười khổ, nói tôi không biết, tôi không làm, chồng tôi là chủ soái Bắc Lương, anh ấy yêu tổ quốc, anh ấy không làm vậy, các người đừng có vụ oan giá họa, rút, sĩ quan đó lạnh lùng hét lớn. Gã đàn ông vạm vỡ lại kẹp móng tay ngón tay giữa của Khương Vi Nhan rồi từ từ rút ra. Á! Lại là một tiếng kêu thảm thiết dài hơn 10 giây vang vọng khắp phòng giam. Sau đó kéo dài suốt nửa giờ đều vang vọng tiếng hét của Khương Vi Nhan. Trong phòng giam, cô ngất đi lại bị tạt nước, rút móng tay, lại ngất đi, lại tạt nước, vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Cho dù là một người đàn ông trưởng thành, trải qua những chuyện này, e rằng đã nhận tội từ lâu rồi. Tuy nhiên Khương Vi Nhan vẫn quyết không thừa nhận lúc này, bên ngoài quân khu số 7, một đoàn binh lính của một tiểu đoàn lao tới. Trang bị vũ trang đầy đủ. Các binh lính đang làm nhiệm vụ tại quân khu số 7 lập tức tập trung ở cửa. Hai bên chĩa súng vào nhau. Các người ở binh đoàn nào? Lập tức rời khỏi đây, đây là quân khu số 7, không có lệnh tuyệt đối không được phép xâm phạm. Vị đội trưởng gầm lên. Tuy nhiên, giây tiếp theo. Bốn vị các lão bước ra từ phía sau đội quân, vẻ mặt nghiêm nghị. Tần Hán Quốc chống hai tay, mặc bộ áo dài màu đen, tức giận hét lớn tôi, Tần Hán Quốc, muốn vào quân khu số 7, các người dám ngăn cản tôi à? Chương 606, hết sức căng thẳng. Tôi Tần Hán Quốc muốn đi vào quân khu số 7, mấy người dám chặn tôi sao? Câu nói này vang vọng khắp nơi. Các binh lính cầm súng đang chấp hành nhiệm vụ cũng sững sờ. Đội trưởng đang chấp hành nhiệm vụ kia lập tức đứng nghiêm chào hỏi, đội trưởng của quân khu số 7, Vương Phong xin chào Tần Lão. Một trong bốn vị các lão của Long Các, ai dám chặn đường chứ? Muốn chết sao? Nghiêm. Trong nháy mắt, mấy chục người lính đang thi hành nhiệm vụ lập tức đứng nghiêm chào. Ánh mắt của Tần Hán Quốc đầy vẻ lạnh lẽo, ông ấy lạnh lùng hừ một tiếng hỏi, mấy doanh nhân Tu Hà bị nhốt ở đâu,
mau đưa tôi đi. Vương Phong lập tức trả lời, vâng. Sau đó, anh ta liền đưa Tần Hán Quốc nhanh chóng đi vào phòng giam số 9. Mà lúc này trong phòng thẩm vấn như địa ngục của phòng giam số 9. Khương Vi Nhan toàn thân đầy máu, hai cánh tay mỏng manh mềm mại lúc này chỉ còn là đống máu thịt bầy nhầy. Máu tươi chảy dọc theo kẽ ngón tay cô, từng giọt một nhỏ trên mặt đất. Hơi thở của cô yếu ớt, cô sắp không chịu được nữa, sắp ngất đi rồi. Mấy tên cao to lực lưỡng có dội thêm mấy chậu nước nữa cũng không có tác dụng gì. Trưởng quan, vô dụng rồi, có dội nữa cũng không tỉnh đâu, tên cao to lực lưỡng nói. Sĩ quan đứng bên, xa sầm mặt mày, nhìn đồng hồ, sau đó lạnh lùng nói, còn cách nào để ép cô ta thú nhận không? Tên cao to lực lưỡng do dự một lúc, liếc nhìn thanh sắt đang nằm trong lò lửa bên cạnh nói, dí sắt nung vào người. Vậy thì dùng cách đó đi, cho dù có dùng cách gì, chỉ cần cô ta còn thở thì phải ép cô ta thú nhận. Sĩ quan kia lạnh lùng nói. Tên cao to lực lưỡng sững sờ, hình phạt dí sắt nung vào người này quá đau đớn. Đối với một cô gái yếu ớt mà nói, dùng cực hình này thực sự quá tàn nhẫn. Nhưng, mệnh lệnh như núi. Tên cao to lực lưỡng đi đến lò lửa bên cạnh, lấy ra một thanh sắt nung đỏ, nó nóng bỏng như nham thạch vậy. Ở phần đầu thanh sắt còn khắc chữ phạm trong phạm nhân. Lúc nãy trong phòng thẩm tra u ám vì thanh sắt mà trở nên nóng hơn. Tên cao to lực lưỡng cầm thanh sắt nóng bỏng, bước từng bước đến bên Khương Vi Nhan đang ngất đi, sau khi cởi quần áo trên người cô, bờ vai đầy máu lộ ra. Dí! Sĩ quan đứng bên cạnh gầm lên. Tên cao to lực lưỡng cầm thanh sắt nóng bỏng đỏ rực, chuẩn bị dí vào bả vai của Khương Vi Nhan. Nhưng, đột nhiên một tiếng gầm tức giận vang lên khắp phòng thẩm vấn, vang khắp cả nhà tù số 9. Dừng tay! Lúc này Tần Hán Quốc chạy đến cửa phòng thẩm vấn, nhìn thấy cảnh này thì vô cùng tức giận. Mấy hộ vệ Long Các đứng đằng sau ông ấy lập tức xông lên, đạp một phát đá bay tên cao to lực lưỡng đang cầm thanh sắt kia, dầm một tiếng, gã va vào kệ gỗ. Ngã lăn xuống đất, nôn ra máu. Còn sĩ quan kia, chẳng mấy chốc đã bị mấy hộ vệ Long Các dùng báng súng đánh ngã nằm xuống đất, sau đó bị ấn chặt dưới mặt đất. Sĩ quan đều sững sờ vì bị ấn xuống đất, hắn điên cuồng gầm lên, mấy người là ai? Đây là phòng giam số 9, tôi chấp hành mệnh lệnh của Xích Diệm Vương, đến thẩm vấn kẻ phản bội đất nước thông đồng với kẻ địch. Bốp! Lúc này, Tần Hán Quốc vô cùng tức giận. Đạp một phát thật mạnh vào miệng tên sĩ quan kia khiến hắn rụng hết răng, ông ấy tức giận nói, mau xem lại xem tôi là ai. Tên sĩ quan kia miệng đầy máu, ngẩng đầu nhìn kỹ lại bóng dáng đứng trước mặt mình, sau đó toàn thân run rẩy, cúi đầu nói, Tần lão lúc này, Tần Hán Quốc chắp tay đứng đây, lửa giận ngút trời, trong mắt đầy sát ý. Ông ấy nghiêng đầu nhìn về phía Khương Vi Nhan cả người đầy máu bị trói trên ghế hơn nữa đã ngất đi, mí mắt giật lên. Trong lòng nghĩ thầm sắp xảy ra chuyện rồi. Mau, mau đưa cô ấy đi, gọi bác sĩ đi, gọi thần y tôn. Tần Hán Quốc gầm lên. Sau lưng có mấy hộ vệ mau chóng xông lên trước cởi trói cho Khương Vi Nhan, sau đó đưa cô ra khỏi phòng thẩm vấn. Ở bên này, Tần Hán Quốc nhìn sĩ quan bị ấn dưới đất, lạnh lùng nói, đưa hắn đi, không có mệnh lệnh của tôi, không được cho hắn tiếp xúc với bất kỳ ai, đợi chủ soái Bắc Lương về rồi nói. Vâng. Mấy hộ vệ Long Các lập tức đưa sĩ quan đó đi. Sau đó, Tần Hán Quốc đuổi theo đám hộ vệ. Lúc này trong sân của nhà tù số 9, Giang Vạn Long và hai trưởng lão của Long Các đang đứng đợi trong sân. Nhìn thấy mấy chục hộ vệ của Long Các khiêng một cô gái người đầy máu ra, ánh mắt Giang Vạn Long nổi lên sát ý, bao phủ cả nhà tù số 9. Chết rồi! Sắp xảy ra chuyện rồi! Giang Vạn Long sợ hết hồn hết vía, Bành Chấn Quốc đứng bên cũng thấy vậy. Cái này, tại sao lại ra nông nỗi này chứ, lần này Xích Diệm Vương muốn làm gì vậy? Bành Chấn Quốc tức giận. Tần Hán Quốc cũng lập tức chạy lại, nhìn thấy Giang Vạn Long liền nói, ông Giang, sắp xảy ra chuyện rồi. Khương Vi Nhan bị tra khảo dã man, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, tôi đã thông báo cho thần y tôn rồi. Chuyện này nhất định phải mau chóng đè xuống, chẳng may để Tiêu Chính Văn bia, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Giang Vạn Long nhíu mày. Nhìn Khương Vi Nhan người đầy máu, ngất đi, đang được khiêng ra, lạnh lùng nói, không giấu được đau, ông cũng đâu phải không biết tính khí của Tiêu Chính Văn, nên nhanh chóng thông báo chuyện này cho nó, còn về hậu quả, chúng ta sẽ phải xử lý. Nói xong mấy người liền rời đi.
Nhưng, đúng lúc này, bên ngoài quân khu số 7, có một lượng lớn binh lính đang đứng tập kết, tất cả đều được trang bị vũ trang. Bọn họ nhanh chóng nhảy xuống từ xe chở hàng màu xanh, sau đó phong tỏa tại cổng quân khu số 7. Tiếp đó, một sĩ quan mang quân hàm thiếu tướng đi ra từ trong đám người, ánh mắt lạnh lùng quét qua trước sân của quân khu số 7, tức giận gầm lên, Xích Diệm Vương ra lệnh. Đạn đã lên nòng, cấm không được cho bất kỳ ai ra vào quân khu số 7, tất cả mọi người đều phải lui về. Ai dám tự tiện xông vào khu vực phong tỏa thì bắn gục ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, tất cả binh lính của quân khu số 7 đều hoảng sợ. Bởi vì binh lính bên ngoài đã tạo thành một vòng phong tỏa, đám ấy cũng phải gần nghìn người. Nhưng, lúc này, một giọng nói lại vang lên khắp quân khu số 7. Xích Diệm Vương ra lệnh, oai thật, vậy ông đây muốn xem, ai dám cản đường tôi. Giang Vạn Long thực sự nổi giận rồi, ông ấy chắp tay sau lưng, đi ra từ đám người, trong ánh mắt đầy vẻ lạnh lẽo. Bên cạnh ông ấy là Tần Hán Quốc và Bành Trấn Quốc, họ là ba trưởng lão của Long Các. Sắc mặt thiếu tướng trầm xuống, nhìn Giang Vạn Long đứng đấy, anh ta cũng vội vàng tiến lên hành lễ, Giang lão. Giang Vạn Long nhíu mày, lạnh lùng nói, tránh ra. Bảo tất cả người của cậu tránh ra, thiếu tướng kia có hơi khó xử, anh ta nói, ông Giang, tôi đang hành sự theo lệnh, đây là mệnh lệnh của Xích Diệm Vương, tôi không dám làm trái. Vớ vẩn. Vậy cậu định làm trái mệnh lệnh của Long Các sao? Bành Trấn Quốc nổi giận, tức giận giống lên giống như hổ gầm, khiến cho thiếu tướng cả người run rẩy. Không, không dám, chỉ là Xích Diệm Vương ra lệnh bảo chúng tôi phải phong tỏa quân khu số 7, nếu như ai đi ra được khỏi đây thì là do chúng tôi không làm tròn bổn phận và buộc phải tự sát. Lời thiếu tướng nói không có ý gì là muốn nhường. Nghe xong, Giang Vạn Long sa sầm mặt mày, ông ấy nói, ý của cậu là... cậu sẽ làm trái mệnh lệnh của Long Các. Chương 607, lập tức quay về Hoa Quốc. Thiếu tướng khó xử. Một bên là Long Các, một bên là Xích Diệm Vương. Anh ta không dám làm trái lệnh ai. Giang lão, mong ông thứ tội, chúng tôi đã tuân lệnh phong tỏa quân khu số 7. Nếu như Giang lão có vấn kỳ vấn đề gì thì có thể hỏi Xích Diệm Vương. Cuối cùng, thiếu tướng cũng phải nghiến răng nói, tay vung lên. Mấy trăm binh sĩ đứng sau liền phong tỏa chỗ này lại. Điều này khiến Giang Vạn Long nổi giận, toàn thân toát ra sát khí ngút trời, ông ấy nổi giận nói, Xích Diệm Vương hay lắm. Hôm nay ông đây muốn xem, tôi mà rời khỏi quân khu số 7 thì ai dám giết tôi. Nói xong, Giang Vạn Long tiến lên rời đi. Ông ấy bước một bước, 10 vòng vây phong tỏa phía trước, gần 500 binh lính liền lùi một bước. Bọn họ sao dám nổ súng với Giang Vạn Long? Đó là trưởng lão của Long Các. Có thể nói chức của ông ấy cao hơn cả Xích Diệm Vương. Huống hồ bốn vị các lão của Long Các lúc trước là chủ soái chiến khu, cũng là tượng đài của Long Quốc. Đi! Giang Vạn Long lại đi thêm một bước, mấy binh lính kia lại lùi một bước. Cứ vậy, Giang Vạn Long bước bao nhiêu bước, các binh lính kia cũng lùi từng nấy bước. Nhìn thấy bọn họ sắp đi ra khỏi quân khu số 7, thiếu tướng trầm mặc. Tức giận nói, phong tỏa lại cho tôi. Chặn bọn họ lại, đây là quân lệnh của Xích Diệm Vương, không được làm trái. Chặn bọn họ lại, nhưng mà... anh ta vừa dứt lời, một bóng người màu đen từ xa xông tới. Đùng một tiếng, thiếu tướng kia bay ra, ngã vào mấy chục binh sĩ đứng sau, ngã lăn xuống đất, anh ta ôm ngực nôn ra một ngụm máu. Lúc này mọi người sững sờ. Đợi đến khi bọn họ nhìn rõ bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt thì ai ai cũng phải hít một hơi lạnh. Người đến mặc trang phục màu đen, sắc mặt lạnh lùng, trên eo dắt hai con dao găm, hai khẩu súng, cơ thể cao to lực lưỡng, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt quét qua khiến cho mọi người run rẩy vì sợ hãi. Anh ta liếc nhìn Khương Vi Nhan nằm trên cán, lập tức đi qua. Sắc mặt Giang Vạn Long trầm xuống, lập tức có binh lính đứng dậy chặn anh ta lại. Cậu là ai? Giang Vạn Long trầm giọng hỏi. Người đàn ông lạnh lùng nói một cậu, Long Ngao, phụng mệnh Long Vương bí mật điều tra chuyện ám sát. Bây giờ tôi phải đưa Long Mẫu rời khỏi đây. Long Ngao, Long Vương, người của Tiêu Chính Văn. Mắt Giang Vạn Long tối dần, giơ tay lên, ý bảo hộ vệ lui ra, ông ấy nói, đến chỗ thần y tôn. Long Ngao gật đầu, ôm Khương Vi Nhan đã ngất đi lên, trong mắt lóe lên tia tức giận ngút trời. Ánh mắt quét qua nơi đây, sau đó liền nghênh ngang đi ra khỏi vòng vây.
tất cả mọi người đều nhìn Long Ngao đưa Khương Vi Nhan đi. Giang Vạn Long cũng lạnh lùng nhìn nơi đây, tức giận nói, bây giờ ông đây dùng danh nghĩa của Long Các, ra Long Các lệnh, tất cả mọi người phải bỏ vũ khí xuống, nếu không đều bị coi là kẻ địch phản quốc. Mệnh lệnh vừa được đưa ra, gần nghìn binh lính ở cổng liền bỏ vũ khí xuống. Giang Vạn Long lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó nhìn Tần Hán Quốc nói, đi thôi, đi tìm Xích Diệm Vương phân xử. Tần Hán Quốc nhíu mày hỏi, Giang Lão, ông định đi tìm Xích Diệm Vương để làm cho ra nhẽ. Đừng nói là làm ra nhẽ, tôi còn muốn giết chết hắn nữa đấy. Giang Vạn Long tức giận nói, dám động đến cháu dâu tôi, chuyện này Xích Diệm Vương mà không cho tôi lời giải thích thỏa đáng, ông đây liều cái mạng già này, liều cả cái Long Các cũng phải cách chức được hắn. Cậu nói này vang vọng tứ phía, có thể thấy được lửa giận trong lòng Giang Vạn Long. Trong mắt các lão của Long Các, Tiêu Chính Văn là cháu trai bọn họ. Tần Hán Quốc nghe thấy cũng gật đầu nói, được, tôi đi cùng ông, Bành Chấn Quốc và trưởng lão còn lại cũng tức giận nói, chúng tôi cũng đi. Nói xong, bốn vị trưởng lão của Long Các đều đem theo sát khí ngút trời xông đến phủ đệ Long Kinh của Xích Diệm Vương. 10 phút sau, Tôn Tư Nhiên ở trong biệt thự ở Long Kinh. Cả căn biệt thự lộn xộn kinh khủng, tất cả mọi người bận rộn như con thoi, tiến tới tiến lui không ngừng. Từng chậu máu kèm khăn vải được bê ra khỏi phòng. Sau đó, từng chậu nước sạch được bê vào. Trong phòng, Tôn Tư Nhiên đang sốt ruột phẫu thuật cho Khương Vi Nhan. Khi ông ấy nhìn thấy những vết thương dày đặc trên cánh tay mềm mại của Khương Vi Nhan cùng với 10 đầu ngón tay đã bị rút móng, cả người đều kinh sợ. Vết thương đến độ này, nếu là người thường chắc không chịu nổi mà chết rồi. Nhưng Khương Vi Nhan vẫn còn chút hơi tàn, cô sốt cao, miệng lầm bầm tên của Tiêu Chính Văn. Sau 4 tiếng phẫu thuật, Tôn Tư Nhiên cả người đầy mồ hôi bước ra khỏi phòng, thở hắt ra, bất lực lắc đầu. Long Ngao ở cổng, sốt ruột tiến lên hỏi, thần y Tôn, Long Mẫu sao rồi? Tôn Tư Nhiên liền lắc đầu nói, thương thế quá nặng, tôi đã dùng kim bạc để kéo dài tính mạng cho cô ấy, nhưng chỉ có 3 ngày, trong 3 ngày này nếu cô ấy có thể vượt qua thì sẽ không sao. Nhưng nếu không thể, Tôn Tư Nhiên không nói tiếp. Nghe xong, Long Ngao toàn thân run rẩy. Nhìn cánh cửa đóng chặt kia, mắt đầy lửa giận, sát khí bức trời. 3 ngày, Long Ngao liền quỳ xuống nói, thần y Tôn, xin ông hãy chữa khỏi cho Long Mẫu. Tôn Tư Nhiên vội vàng đỡ Long Ngao dậy, ông ấy nói, cậu Long Ngao, không phải tôi không muốn, nhưng y thuật của tôi có hạn, trừ phi có người có y thuật lợi hại hơn tôi, nếu không dù có là thần Đại La thì Tiêu phu nhân cũng chỉ còn có 3 ngày để sống. Nghe thấy vậy, Long Ngao sốt ruột. Sắc mặt anh ta trầm xuống, vội vàng xoay người rời đi, sau khi vào trong sân liền gọi cho Điện Thần Long, lạnh lùng nói tất cả nhân lực của Điện Thần Long ở Hoa Quốc lập tức tụ họp ở Long Kinh. Long Vương đang xử lý việc ở nước ngoài, Long Mẫu bị thương nặng, trong thời gian 3 ngày nếu như Long Mẫu có mệnh hệ gì thì 3 ngày sau chúng ta sẽ tàn sát phủ Dích Diệm Vương. Sau khi cúp máy, Long Ngao lại gọi cho Long Lân. Lúc này, tại thị trấn Ca Sa. Tiêu Chính Văn cùng Long Lân và Long Nhất đang đi theo bọn Thẩm Dật Vân và Baruch lên tàu thành công, đồng thời đã đi đến vùng biển trung tâm. Lúc này điện thoại của Long Lân reo lên một tiếng, chuẩn bị ấn nghe thì mất tín hiệu. Long Lân nhíu mày, bởi vì màn hình hiển thị là cuộc gọi của Long Ngao. Long Vương, là điện thoại của Long Ngao, nhưng không có tín hiệu, Long Lân nói với Tiêu Chính Văn ở bên. Tiêu Chính Văn nhíu mày, trong lòng hơi hoảng. Có cảm giác gì đó bất an khiến anh sốt ruột. Xảy ra chuyện gì chăng? Nghĩ đến đây Tiêu Chính Văn nhìn biển lớn, nhìn về Hoa Quốc ở xa kia. Ở bên này, Baruch đã quay lại, bưng cốc bia lớn, cười nói, vùng biển này không có tín hiệu, cho dù là điện thoại vệ tinh cũng không có sóng đâu. Bởi vì vùng biển này được mệnh danh là biển chết, Tiêu Chính Văn cầm lấy cốc bia mà Baruch đưa, mấy người vây lại một chỗ. Thẩm Dật Vân cũng đi qua. Có điều tên này đi đến đâu cũng hút gái, còn đem theo hai cô gái thân hình nóng bỏng tóc vàng mắt xanh, tay anh ta ôm eo hai cô đi qua đây, cười nói, chủ soái Tiêu, khoảng nửa ngày nữa, chúng ta sẽ đến được hòn đảo của nhà tù đen, anh chuẩn bị xong chưa? Tiêu Chính Văn nhíu mày, sự sốt ruột khiến anh không yên tâm, không thể nghĩ gì được. Anh đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Hoa Quốc, nói với Long Lân, thử liên lạc với Long Ngao đi. Long Lân liền cảnh giác, không ngừng dùng điện thoại vệ tinh liên lạc với Long Ngao.
mà Tiêu Chính Văn đi ra chỗ mũi tàu, vừa nhìn về hòn đảo nhỏ như hạt gạo, vừa nhìn về phía Hoa Quốc. Baruch và Thẩm Dật Vân cũng nhíu mày, không hiểu Tiêu Chính Văn đang làm gì. Long Ngao thử mấy lần, bất lực nói, Long Vương, không liên lạc được. Tiêu Chính Văn nhíu mày, chắp tay, cuối cùng nhìn về phía hòn đảo xa xăm kia, trầm giọng nói, lập tức quay về Hoa Quốc. Chương 608, Thiên Tử nổi giận. Nghe thấy câu này, Baruch và Thẩm Dật Vân đều cảm thấy bối rối. Chủ soái Tiêu, anh nói cái gì? Bây giờ quay về á? Chúng ta chỉ còn cách đảo của nhà tù đen nửa ngày nữa thôi, sao lại đột nhiên đòi quay về? Thẩm Dật Vân lo lắng, lần này anh ta ra đây là có một nhiệm vụ vô cùng cấp bách, giải cứu thiếu nương gia của Hắc Kỵ. Ngay cả Baruch lúc này cũng hỏi với vẻ mặt khó hiểu, cậu Tiêu, xảy ra chuyện gì thế? Sao lại đột nhiên đòi quay về? Trong mắt Tiêu Chính Văn xoẹt qua một tia lạnh lùng, nhưng trong lòng lại đang hoảng loạn vô cùng. Trực giác của anh không bao giờ sai. Đây là khả năng thiên bẩm của anh, hơn nữa anh cũng đã từng chinh chiến khắp các chiến trường, trực giác của anh lúc nào cũng rất chuẩn xác. Khương Vi Nhan xảy ra chuyện rồi. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Thẩm Dật Vân và Baruch, nói tôi rất xin lỗi, vì một số lý do cá nhân, tôi phải trở về ngay lập tức. Sau khi giải quyết xong chuyện trong nước, tôi sẽ tới nhà tù đen. Nghe vậy, Thẩm Dật Vân trở nên lo lắng, nói chủ soái Tiêu, không phải anh nói muốn cứu ông nội sao? Bây giờ anh lại muốn quay về là vì sao vậy? Nếu như ông nội anh đang ở trong nhà tù đen thì sao? Tiêu Chính Văn nghe thấy vậy, đưa mắt nhìn về phía hòn đảo trơ trọi giữa biển khơi, sau một lúc yên lặng, anh tự lẩm bẩm một mình, ông nội, cháu bất hiếu, đợi cháu quay về xem có xảy ra chuyện gì không rồi sẽ quay lại cứu ông nội. Sau đó, Tiêu Chính Văn nghiêm túc nhìn Thẩm Dật Vân, nói, anh Thẩm, rất xin lỗi, tôi bắt buộc phải quay về. Sắc mặt Thẩm Dật Vân rất khó coi, tức giận hét lớn, chủ soái Tiêu, anh biết anh làm như vậy hậu quả sẽ như thế nào không? Là đơn phương hủy bỏ giao dịch giữa chúng ta. Hắc Kỵ chúng tôi rất coi trọng giao dịch này, chúng tôi cũng rất coi trọng chủ soái Tiêu, nếu như chủ soái Tiêu nhất quyết đòi quay về sẽ trở thành kẻ cản đường của Hắc Kỵ chúng tôi. Ngay cả sự hợp tác trong tương lai của chúng ta cũng sẽ bị cản trở. Tiêu Chính Văn cau mày, anh chắp tay nói, anh Thẩm, xin lỗi anh. Tôi có chuyện cần xử lý, phiền anh Thẩm nói vài câu với Hắc Kỵ giúp tôi, đợi tôi xử lý xong chuyện trong nước sẽ lại khởi hành đến nhà tù đen. Anh Tiêu, lần sau tới nhà tù đen sợ rằng phải một tháng sau mới đi được, Baruch nhún vai, uống một hơi cạn sạch cốc bia. Gã cũng không quan tâm lắm. Thẩm Dật Vân nghiêm túc nhìn Tiêu Chính Văn, trầm giọng hỏi, anh thật sự muốn quay về sao? Quay về, Tiêu Chính Văn cũng nghiêm túc trả lời. Baruch. Quay về. Trầm mặc một lúc, Thẩm Dật Vân tức giận nói, phất tay một cái sau đó đi vào trong khoang. Baruch cười nhạt, nói với thành viên trên tàu, quay về thôi. Rất nhanh sau đó, con tàu quay về. Tiêu Chính Văn đứng ở mũi tàu, nhìn về phía Hoa Quốc, trong lòng càng thêm bất an lo lắng. Vi Nhan, là em sao? Trong hôm đó, đám người Tiêu Chính Văn đã trở lại thị trấn Kasa, sau đó đi thẳng tới sân bay gần đó. Mua luôn một chiếc trực thăng và khởi hành về Hoa Quốc. Có thể nói, Tiêu Chính Văn không muốn dừng lại một phút một giây nào. Anh chỉ muốn trở về Hoa Quốc bằng tốc độ nhanh nhất, xác định nỗi lo lắng trong lòng. Còn ở thị trấn Kasa, Thẩm Dật Vân và Baruch nhìn chiếc trực thăng cất cánh, sắc mặt mỗi người đều khác nhau. Sắc mặt của Thẩm Dật Vân rất khó coi, còn Baruch lại bình thản, cười tủm tỉm nói, cậu Thẩm, hay là tôi mời cậu vài ly nhé? Thẩm Dật Vân trợn trừng mắt nhìn Baruch, nói, ông giữ lại mà uống đi. Nói xong, Thẩm Dật Vân cũng dắt người lên xe chuyên dụng rồi lập tức rời khỏi thị trấn Kasa. Cùng lúc đó, Lưu Thiên Đao ở Las Vegas cũng nhận được tin Tiêu Chính Văn quay về. Sau khi nghe thấy tin này, sắc mặt ông ấy sầm xuống, nghi hoặc hỏi, quay về rồi. Sao lại như vậy, người đâu, lập tức điều tra rõ ràng, ở Hoa Quốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì? Vâng. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn cùng Long Nhất và Long Lân đang ở trong trực thăng. Lúc này, Long Lân đã liên lạc với Long Ngao, tuy nhiên, không thấy ai nhấc máy. Long Vương, Long Ngao không nghe máy. Sắc mặt Long Lân vô cùng lo lắng. Tiêu Chính Văn cau mày, nói, liên lạc với tổng bộ của Điện Thần Long. Vâng. Long Lân lập tức liên lạc với tổng bộ của Điện Thần Long, sau đó nhận được một tin.
Long Vương, 3 tiếng trước, Long Ngao phát lệnh cho Điện Thần Long, Long Lân vội vàng nói. Tiêu Chính Văn hỏi, lệnh gì? Tập hợp tất cả nhân lực của Điện Thần Long ở Hoa Quốc. Long Mẫu cô ấy bị thương nặng, 3 ngày sau nếu tình trạng của Long Mẫu rơi vào nguy kịch sẽ rửa máu phủ Xích Diệm Vương. Long Lân hít sâu một hơi nói, trong lòng bừng lên lửa giận. Nghe thấy vậy, khắp người Tiêu Chính Văn tỏa ra luồng sát khí bức người, tức giận nói, gì cơ? Khương Vi Nhan bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Khoảnh khắc đó, Tiêu Chính Văn đã thực sự nổi giận. Lửa giận bừng bừng lập tức bao phủ toàn bộ không gian. Bay về Long Kinh với tốc độ nhanh nhất cho tôi. Bên trong cabin chỉ nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Tiêu Chính Văn. Cảm giác bất an mãnh liệt ấy cuối cùng đã được kiểm chứng. Toàn thân Tiêu Chính Văn đang run lên vì tức giận. Xích Diệm Vương, ông muốn chết đúng không? Cùng lúc đó, Thiên Tử Các ở Long Kinh. Thiên Tử hai tay chống lưng, đứng trên ban công tầng 9 của Thiên Tử Các, nhìn toàn bộ khung cảnh của Long Kinh, giữa hai hàng lông mày mang theo khí chất đế vương. Phía sau là ông Long trong bộ áo dài màu xám, lúc này đang bước tới, cúi đầu nói, Thiên Tử, theo tin tức mới nhất, Xích Diệm Vương đã bắt vợ của Tiêu Chính Văn. Hơn nữa còn đưa tới phòng giam số 9 ở quân khu số 7 để tra tấn dã man, muốn cô ấy thừa nhận tội danh phản quốc của Tiêu Chính Văn. Nghe thấy vậy, Thiên Tử khẽ cau mày, vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng hỏi, rồi sao nữa? Vừa nãy, 4 vị các lão của Long Các xông vào quân khu số 7, đưa Khương Vi Nhan tới biệt thự của thần Y Tôn để chữa trị. Tuy nhiên, theo thông tin nhận được, vết thương của Khương Vi Nhan quá nghiêm trọng. Thần Y Tôn dùng một cây kim bạc để duy trì mạng sống, nhưng chỉ có thời hạn 3 ngày, nếu Khương Vi Nhan có thể qua được thì sẽ không sao, nhưng nếu không qua khỏi thì ông Long bình thản nói, không hề có chút cảm xúc nào. Thiên Tử xoay người, giữa hai hàng lông mày lộ ra sự u ám, lạnh lùng nói, sao ông ta dám làm như vậy? Ông Long nói, nhận lệnh của nhà họ Viên. Ngông cuồng, đúng là ngông cuồng, ngu dốt tột cùng, Thiên Tử tức giận gầm lên. Nếu Khương Vi Nhan xảy ra chuyện, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ lật tung cả cái Long Kinh này lên, Thiên Tử tức giận nói. Ông Long cũng khẽ cau mày, nói, hay là chúng ta chuẩn bị trước? Chuẩn bị cái gì? Thiên Tử giận dữ nói, Tiêu Chính Văn có công lao to lớn đóng góp xây dựng Hoa Quốc, là niềm tự hào của Hoa Quốc. Chuyện này là âm mưu của Xích Diệm Vương và nhà họ Viên muốn hãm hại Tiêu Chính Văn để đạt được mục đích xấu xa của bọn chúng. Nhà họ Viên nhúng tay quá sâu rồi đấy, đến người tôi coi trọng mà cũng dám động vào. Còn có Xích Diệm Vương đó nữa, quá ngu xuẩn, hết thuốc chữa. Thiên Tử tức giận rồi. Toàn bộ Thiên Tử Các đều đã bị bao phủ bởi cơn thịnh nộ của ông ấy. Tuy nhiên, một lúc sau, Thiên Tử bớt giận, hít sâu một hơi, nói. Lập tức truyền lệnh xuống, điều 100 vạn thị vệ triều đình phong tỏa 8 cổng của Long Kinh. Điều thêm 1 vạn quân phong tỏa phủ Xích Diệm Vương. Nếu như bây giờ Tiêu Chính Văn xuất hiện ở Long Kinh hãy ngăn cậu ấy lại trước. Nhớ kỹ, đừng xảy ra xung đột với cậu ấy. Nhất định phải cố gắng làm dịu cảm xúc của Tiêu Chính Văn. Bảo ông Nhạc tới chỗ thần Y Tôn xem, bất luận thế nào, dù phải trả bao nhiêu, hay là phải sử dụng thuốc thần cũng phải cứu được mạng sống của cô gái ấy. Ngoài ra, lập tức bảo Xích Diệm Vương tới gặp tôi. Chương 609, 4 vị các lão. Thiên Tử nổi giận rồi. Mệnh lệnh của Thiên Tử từ Thiên Tử Các lập tức được truyền tới phủ Xích Diệm Vương. Lúc này ở phủ Xích Diệm Vương, một số cận vệ của Xích Diệm Vương đang đối đầu với hộ vệ của Long Các. Số lượng lên đến hàng nghìn người, tất cả đều được trang bị súng ống đầy đủ. Hơn nữa, khắp xung quanh đều là những chiếc xe tải màu xanh to lớn, từ trên xe, những binh lính mặc quân phục lần lượt nhảy xuống. Lúc này, toàn bộ phủ Xích Diệm Vương đều bị bao phủ bởi khí thế thù địch. Giang Vạn Long và 3 vị các lão của Long Các dẫn đầu 1.000 lính hộ vệ, bao vây cửa lớn của phủ Xích Diệm Vương. Tại lối vào cửa chính, 2.000 cận vệ của Xích Diệm Vương cũng đang trong tư thế sẵn sàng, ngắm súng về phía lính cận vệ của Long Các. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Giang Vạn Long, Tần Hán Quốc và các vị trưởng lão của Long Các lúc này đang ngẩng cao đầu đứng ở trước cửa của phủ Xích Diệm Vương. Sắc mặt lạnh lùng, sát khí ngút trời. Bảo Xích Diệm Vương cút ra đây cho tôi. Giang Vạn Long gầm lên một tiếng vang trời. Lúc này, trong sảnh chính của phủ Xích Diệm Vương đang mặc quân phục, dắt con dao hình kỳ lân và một khẩu súng lục quanh hông,
ngồi trên ghế chủ soái ở chính diện. Đứng phía trước là 12 tướng bộ chia thành hai hàng, sắc mặt lạnh lùng. Xích Diệm Vương, bốn vị các lão của Long Các đang ở bên ngoài kêu gào, chúng ta nên ứng phó như nào? Lúc này một vị tướng quân hỏi, sắc mặt có chút khó coi. Đó là bốn vị các lão của Long Các, nếu không có mệnh lệnh của chủ soái, bọn họ không dám tùy tiện ra tay. Xích Diệm Vương ngồi trên vị trí chủ soái, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Sau đó, hắn đứng dậy, hất áo choàng tung bay phấp phới, trên người tỏa ra luồng sát khí mãnh liệt. Bốn vị các lão của Long Các tới thăm, tôi phải đích thân ra đón tiếp. Sau đó, hắn bước ra khỏi sảnh, đi về phía cửa chính. Cửa phủ Xích Diệm Vương, 2000 cận vệ lui về hai phía. Sau đó, Xích Diệm Vương mặc quân phục, dắt theo 12 tướng bộ xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người Giang Vạn Long sầm xuống. Xích Diệm Vương hơi cúi đầu, cười nói, không biết các vị các lão tới thăm, bản soái không nghênh đón từ xa, mong các vị các lão thứ tội. Hừ, Xích Diệm Vương, bớt mồm mép lại đi, chúng ta qua đây là muốn một lời giải thích. Tần Hán Quốc tính tình cọc cằn, lập tức hét vào mặt Xích Diệm Vương. Xích Diệm Vương nhún vai, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc, cười hỏi, Tần lão, không biết bản soái đã làm sai chuyện gì chọc giận các vị mà khiến các vị đem quân tới bao vây cả phủ của tôi thế này. Xích Diệm Vương, đến lúc này rồi, ông còn giả vờ giả vịt làm gì? Bành Chấn Quốc tức giận gầm lên một tiếng, chỉ tay về phía Xích Diệm Vương, chất vấn, tôi hỏi ông, có phải ông sai người bắt đoàn đại biểu doanh nghiệp Tu Hà không? Khương Vi Nhan là do ông tống vào phòng giam số 9 đúng không? Còn cố tình cho người tra tấn dã man, bắt cô ấy thừa nhận tội danh, âm mưu hãm hại chủ soái Bắc Lương tiền nhiệm đúng không? Liền một lúc ba câu hỏi, câu nào cũng sắc bén, câu nào cũng khiến người ta rùng mình. Xích Diệm Vương cau mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn Bành Chấn Quốc, nói, Bành lão, có một số chuyện không thể nói bừa được, những chuyện ông vừa nói, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Nói xong, khóe miệng hắn còn hiện lên một tia giễu cợt. Nghe thấy vậy, Bành Chấn Quốc sa sầm mặt mày, tức giận nói, Xích Diệm, cậu nói cái gì cơ? Chuyện cậu làm mà bây giờ lại không dám nhận à? Được lắm, được lắm, cậu không nhận phải không, sẽ có người làm chứng. Người đâu, mang thằng nhãi đó vào đây. Vừa dứt lời, một vài binh lính đưa sĩ quan trong phòng giam số 9 tới. Lúc này, cả người sĩ quan đó bê bất máu, ngã phịch xuống đất. Nói, là ai bảo cậu tra tấn Khương Vi Nhan dã man, Bành Chấn Quốc tức giận hỏi. Sĩ quan đó liếc nhìn Xích Diệm Vương, sau đó cắn răng nói, không ai yêu cầu tôi làm như vậy cả, là tự bản thân tôi làm. Nói xong, sĩ quan đó đột nhiên đứng dậy, rút súng lục trên thắt lưng của một binh lính đứng bên cạnh rồi tự bắn vào đầu mình. Tự sát rồi. Cảnh tượng đột ngột khiến Bành Chấn Quốc và những người khác không kịp phản ứng lại. Xích Diệm Vương nhìn thi thể nằm trong vũng máu. Sau đó lạnh lùng nhìn Bành Chấn Quốc, nói, Bành lão, chuyện gì thế này? Bành Chấn Quốc sa sầm mặt mày, quay đầu nhìn về phía Giang Vạn Long. Lúc này sắc mặt Giang Vạn Long cũng rất khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Xích Diệm Vương, nói, Xích Diệm Vương, trong lòng tôi và cậu đều hiểu rõ, nói thêm cũng vô ích. Hôm nay tôi đến đây để yêu cầu một lời giải thích, nếu cậu không giải thích hợp lý thì chúng tôi sẽ phá bỏ cái vương phủ này của cậu. Nghe thấy vậy, Xích Diệm Vương nhíu mày, nói, Giang lão, mặc dù ông là trưởng lão của Long Các, nhưng đây là phủ của Xích Diệm Vương tôi, dựa theo luật pháp Hoa Quốc, kẻ nào dám xông vào phủ, bản soái hoàn toàn có quyền khống chế, hoặc là giết chết người đó. Một câu nói khiến bốn xung quanh rơi vào trầm mặc. Lúc này, trong mắt Xích Diệm Vương cũng lóe lên tia sát khí, nhìn chằm chằm vào đám người Giang Vạn Long. Bầu không khí giữa hai bên vô cùng căng thẳng. Giang Vạn Long lạnh lùng nói, được, được lắm, Xích Diệm Vương cậu được lắm, còn dám giết chết tôi à, vậy để tôi xem, cậu định giết tôi như thế nào. Tất cả binh lính Long Các nghe lệnh, bắt Xích Diệm Vương và tất cả binh lính trong phủ lại, nếu như ai có ý chống đối là tội phản quốc, giết chết không tha. Nhớ kỹ, đây là lệnh của Long Các, là lệnh của bốn vị trưởng lão hợp lại ban hành, những ai chống lại lệnh này đều giết không tha. Trong khoảnh khắc, 1000 binh sĩ phía sau Giang Vạn Long đều đã lên đạn. Sắc mặt Xích Diệm Vương sầm xuống, phẫn nộ hét lớn, tất cả cận vệ của Xích Diệm nghe lệnh chủ soái, ai dám xông vào phủ, bắt hết lại,
kẻ nào phản kháng, giết không tha. Trong tích tắc, 2000 cận vệ của Xích Diệm Vương cũng được nạp một lõi đạn, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, một chiếc xe quân sự lao tới. Một sĩ quan trong xe hét lớn, lệnh của thiên tử, tất cả binh lính lập tức ngừng đánh. Sau đó, trước mắt mọi người, một sĩ quan trẻ tuổi chạy tới, cầm lệnh bài màu vàng trong tay, giơ cao lên đỉnh đầu, hô to, quỳ xuống. Giây tiếp theo, đám người Giang Vạn Long và Xích Diệm Vương đều quỳ một gối xuống, hét lớn, nghênh đón thiên tử. Sau đó, sĩ quan trẻ tuổi lại hét lớn, Xích Diệm Vương, thiên tử có lệnh, ông mau chóng tới thiên tử các, không được phép chậm trễ. Xích Diệm Vương nhíu mày, đáp, rõ. Sau đó, hắn đứng dậy, đi theo vị sĩ quan đó chuẩn bị rời đi. Vị sĩ quan đó cũng vội vàng tiến tới đỡ các vị các lão đứng dậy, nói, bốn vị các lão, thiên tử còn có lệnh, bảo các ông quay về Long Các, yên tâm chờ đợi. Nghe thấy vậy, Tần Hán Quốc lo lắng hỏi, bảo chúng tôi về Long Các. Đợi cái gì, đợi cái tên Xích Diệm đó chạy trốn à? Sĩ quan này cũng mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt ngưng trọng, nói, Tần Lão, đây là lệnh của thiên tử, không thể làm trái. Tần Hán Quốc còn muốn nổi giận nhưng Giang Vạn Long đã lên tiếng nói, được, vậy chúng tôi quay về, nhưng nếu trong vòng một tiếng không có tin tức gì chúng tôi sẽ đích thân tới thiên tử các, gặp thiên tử. Vâng ạ, vâng ạ. Vị sĩ quan đó cúi đầu, sau đó nhanh chóng cùng Xích Diệm Vương rời đi. Còn về phía 12 tướng bộ của Xích Diệm Vương đang đứng ở trước cửa, nhìn nhau một hồi, sau đó gật đầu như thể đã đạt được thỏa thuận. Giang Vạn Long đã chú ý tới cảnh này. Lập tức nói nhỏ vài câu với đám người Tần Hán Quốc, sau đó đưa người rời khỏi phủ Xích Diệm Vương. Cùng lúc đó, chiếc trực thăng mà Tiêu Chính Văn ngồi đã đến địa phận của Hoa Quốc. Nhưng đột nhiên có 3 chiếc máy bay chiến đấu cất cánh từ xa, bay lượn trên không trung rồi chặn chiếc trực thăng của Tiêu Chính Văn lại. Radio trên không trung cảnh báo. Đây là sở chỉ huy không quân của Hoa Quốc, lập tức quay lại hoặc đáp xuống căn cứ quân sự số 19 bên dưới. Nhắc lại một lần nữa, đây là sở chỉ huy không quân của Hoa Quốc, lập tức quay lại hoặc đáp xuống căn cứ quân sự số 19 bên dưới. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn lập tức xông tới ghế phụ, cầm lấy bộ đàm và hét lớn, tôi là Tiêu Chính Văn, số hiệu Bắc Lương 00001. Chức phụ, chủ soái tiền nhiệm của Bắc Lương, tôi muốn vào Long Kinh. Sở chỉ huy không quân lập tức mở đường. Chương 610, 10000 cấm vệ quân. Cùng lúc này, trong phòng tổng chỉ huy không quân Hoa Quốc, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Hơn chục nam nữ trung niên trên người mặc quân phục, đang đứng trước màn hình điện tử radar cỡ lớn quan sát chấm đỏ trên không bên ngoài vùng biển 12 hải lý của Hoa Quốc. Đứng phía trên đầu là một người đàn ông tuổi ngoài 50, mắt to mày rậm, cơ thể cao lớn cường tráng. Lúc này, ông ấy đang nhíu mày rất nhặt, nhìn chấm tròn đỏ tươi kia, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Sao ông ấy lại không biết ý nghĩa đại diện của chấm đỏ đó là gì chứ? Có điều, không lâu trước đây, ông ấy đã nhận được mệnh lệnh của thiên tử các, nhất định phải cản đường máy bay chuyên dụng của Tiêu Chính Văn, bắt nó hạ cánh tại căn cứ quân sự số 19. Nghĩ vậy, người đàn ông mặc trang phục cấp tướng, vai đeo quân hàm 3 sao lập tức cầm lấy micro, nói, vua Bắc Lương, chào cậu, tôi là Hà Nghị Quốc tổng chỉ huy của Bộ Chỉ huy Không quân Hoa Quốc, quân hàm 3 sao cấp tướng quân. Chúng tôi nhận được lệnh ngăn cậu tại vùng biển này, cậu có 2 lựa chọn, một là trở về điểm xuất phát, 2 là hạ cánh tại căn cứ quân sự số 19. Ông ấy vừa dứt lời, cả phòng chỉ huy tác chiến đều trở nên lặng ngắt. Không một ai dám nói chuyện, thậm chí còn không dám hít thở mạnh. Bởi vì bọn họ đều biết khoảnh khắc này bọn họ đang phải đối diện với ai. Đó là vị chủ soái vô địch từng thống lĩnh 30000 quân phá Long Bắc Lương chống lại 1 triệu đại quân 8 nước. Là tượng đài và vinh quang của Hoa Quốc. Dù anh đã từ chức nhưng uy danh của anh thì vẫn còn đó, truyền thuyết về anh là bất diệt. Không một ai dám coi thường. Bọn họ cũng biết câu nói ban nãy của Hà Nghị Quốc là có ý gì. Quả nhiên chỉ một giây sau, bên trong loa phát ra giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn, ông nhận mệnh lệnh đó từ ai? Bây giờ tôi yêu cầu mấy người lập tức mở đường bay, tôi phải nhanh chóng tới Long Kinh, không được chậm trễ. Hà Nghị Quốc hít sâu một hơi, nói, vua Bắc Lương, chúng tôi nhận được mệnh lệnh từ thiên tử các. Vừa dứt lời, cả phòng chỉ huy tác chiến liền trở nên lạnh lẽo tới tột độ. Cùng lúc này, trên chiếc trực thăng bay trên không vùng biển Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn ngồi ở ghế lái phụ,
tay cầm micro, vẻ mặt vô cùng giá lạnh. Mệnh lệnh của thiên tử các. Là ý của thiên tử à? Ông ấy biết mình sẽ trở về nên chuẩn bị trước sao? Vào lúc Tiêu Chính Văn đang suy tư, giọng nói của Hà Nghị Quốc lại vang lên thêm lần nữa. Vua Bắc Lương, thiên tử có khẩu dụ muốn tôi chuyển lại cho cậu. Dù cho cậu trở về vì bất cứ lý do gì thì ông ấy cũng sẽ đích thân xử lý tốt. Ông ấy hy vọng cậu không làm ra hành động kích động gì, không lọt vào bẫy của quân địch, hạ cánh tại căn cứ quân sự số 19 đợi kết quả xử lý của thiên tử, ông ấy nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời hài lòng. Nghe xong câu này, sắc mặt Tiêu Chính Văn càng trở nên u ám. Tiếp đó, anh cầm micro lên, nói với Hà Nghị Quốc, tôi không phụ Hoa Quốc, không phụ thiên tử, không phụ nhân dân. Hôm nay, tôi nhất định phải trở về Long Kinh. Mấy người muốn ngăn tôi thì cứ việc. Tất cả hậu quả tôi sẽ tự mình gánh lấy. Nói xong, Tiêu Chính Văn ra hiệu cho cơ trưởng trên ghế lái chính rời vị trí, sau đó tự mình ngồi vào ghế lái, đích thân điều khiển trực thăng. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn nhìn thẳng vào ba máy bay chiến đấu đang dừng trước mặt rồi lao thẳng tới. Ba máy bay chiến đấu thấy vậy thì vội vàng gào lên, tướng quân Hà, anh ấy xông về phía này rồi. Chúng tôi có ngăn lại không? Trong phòng chỉ huy tác chiến không quân, sắc mặt Hà Nghị Quốc lạnh băng, nhìn chấm đỏ đang không ngừng tiến về phía trước trên màn hình radar hiển thị, cuối cùng nghiến răng nói, không ngăn cản nữa. Hộ tống về Long Kinh, rõ. Câu nói này vừa thốt ra, mười mấy tướng quân sau lưng Hà Nghị Quốc đều sững sờ. Tướng quân, ông không thể làm như vậy đâu. Tướng quân, đây là mệnh lệnh của thiên tử các, ông làm như vậy là kháng lệnh đấy. Tướng quân Hà. Thế nhưng, Hà Nghị Quốc chỉ lắc đầu, xua tay, tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Nói xong, ông ấy tháo chiếc mũ đang đội trên đầu xuống, thở dài một hơi, vua Bắc Lương có ơn với Hoa Quốc, tôi sao có thể phụ cậu ấy được đây. Mà bên này, vùng trời trên biển, sau khi Tiêu Chính Văn nhìn thấy ba máy bay chiến đấu chuyển đường bay đi theo hộ tống mình thì trong lòng cũng rối ren. Anh hiểu rõ áp lực và hậu quả to lớn mà Hà Nghị Quốc phải nhận sau mệnh lệnh này là gì. Hà Nghị Quốc, anh đã nhớ rõ cái tên này rồi. Tiếp đó, anh nhanh chóng điều khiển trực thăng về phía Long Kinh. Trên đường đi, tất cả các máy bay chiến đấu chuẩn bị cất cánh ngăn chặn tại các căn cứ sân bay quân sự của khu vực tác chiến đều nhận được lệnh dừng tại sân bay. Tiêu Chính Văn đích thân lái trực thăng tiến thẳng về phía Long Kinh. Mà lúc này, trong thiên tử các, thiên tử đang uống trà. Bên cạnh là ông Long. Xích Diệm Vương bước vào trong. Khom lưng trước thiên tử rồi nói, thiên tử, ông tìm tôi sao? Thiên tử giơ tay ý bảo Xích Diệm Vương ngồi xuống uống trà. Xích Diệm Vương khẽ cau mày, nhưng vẫn làm theo, ngồi đối diện với thiên tử, nhấp một ngụm trà trong tách. Ngay lập tức, mặt hắn nhăn nhó, trà trong tách thật sự rất đắng. Thiên tử lại cười hỏi, trà thế nào? Xích Diệm Vương cười nhạt đáp, cũng không tồi. Nói thật đi, thiên tử nói. Đắng ngắt, khó mà nuốt nổi. Xích Diệm Vương lại nói. Thiên tử gật đầu, sau đó nói, trà này giống như cách ông làm việc hiện giờ vậy, khiến tôi khổ tâm, khó mà nuốt trôi được. Nghe vậy, vẻ mặt Xích Diệm Vương liền cứng đờ, vội đứng dậy, khom lưng nói, thiên tử, có lẽ ông đã nghe được tin đồn thất thiệt gì rồi. Tin đồn thất thiệt, thiên tử cười khẩy, nói, Xích Diệm Vương, ông không cần phải làm bộ làm tịch ở trước mặt tôi. Nếu như không phải tôi xem xét công lao của ông trước đây. Đặc cách phục chức cho ông nghĩ rằng bản thân vẫn còn có địa vị như bây giờ hay sao? Xích Diệm Vương nghe vậy thì nói, cảm ơn đại ơn của thiên tử, thuộc hạ nhất định sẽ vì thiên tử mà xông pha khói lửa, chết không hối tiếc. Đủ rồi. Thiên tử đập mạnh tay xuống bàn trà, phẫn nộ nói, hay cho cái gọi là xông pha khói lửa, chết không hối tiếc. Tôi đã biết hết những chuyện bẩn thỉu ông và nhà họ Viên cùng làm rồi, đủ để rung chuyển nền móng Hoa Quốc. Xích Diệm Vương nhướng mày, nói thiên tử, thuộc hạ thật sự không biết ông đang nói gì. Nghe vậy, thiên tử liền cau mày, ánh mắt lạnh lùng giống như một lưỡi kiếm sắc nhọn, nhìn Xích Diệm Vương rồi lên tiếng, Xích Diệm Vương, ông thật sự muốn tiếp tục diễn trò trước mặt tôi à? Tôi nói cho ông biết, thời gian Tiêu Chính Văn đến Long Kinh cũng chỉ đủ để uống một tách trà thôi, nếu như ông không nhận sai, tới lúc đó, Tiêu Chính Văn có làm ra chuyện gì thì tôi cũng không có cách gì can thiệp. Xích Diệm Vương nghe vậy thì mặt biến sắc, hỏi Tiêu Chính Văn trở về rồi sao? Thiên tử nói, Long Kinh, bên ngoài cửa. Mà lúc này,
bên ngoài cửa đông ở Long Kinh. 10.000 cấm vệ quân Long Kinh đang dàn trận địa bên ngoài, toàn bộ đều trang bị vũ trang. Nhìn xuống phía dưới, mỗi một bóng người mặc đồ xanh thẫm đều giống như lưỡi kiếm sắc nhọn cắm trên mặt đất, ớn lạnh thấu xương. Mỗi một trận địa thoạt nhìn đều khiến cho người ta run sợ. Ở hàng đầu tiên còn có mấy chục chiếc xe thiết giáp và xe tăng đã xếp hàng rất lâu. Mà lúc này, phía trước 10.000 quân cấm vệ, con đường vào thành phố qua cửa đông xuất hiện một chiếc xe quân sự lao nhanh tới, cuốn theo lớp bụi mù mịt. Tiếng phanh xe đinh tai vang khắp cả vùng trời. Rầm. Cửa xe mở ra, Tiêu Chính Văn mang theo lửa giận ngút trời nhảy từ trên xe quân sự xuống, sau lưng còn có Long Nhất và Long Lân. Ba người đứng trước trận địa của 10.000 cấm vệ quân, hướng mắt nhìn lên cửa đông. Lúc này, ánh mắt của Tiêu Chính Văn lóe lên nỗi căm hận thấu xương, nhìn 10.000 cấm vệ quân trước mắt, lửa giận trong lòng như muốn xuyên thẳng xuống địa ngục. Khoảnh khắc này, anh đối diện với 10.000 cấm vệ quân, không chút sợ hãi mà tiến thẳng về phía trước, tiếng bước chân mạnh mẽ vang vọng khắp không gian, khiến cho lòng người e sợ, giống như một khúc đàn dương cầm trước khi phong ba bão táp ập xuống. Tôi, Tiêu Chính Văn vua Bắc Lương tiền nhiệm cần vào Long Kinh. Mấy người mau chóng rút lui đi. Một tiếng hô đầy phẫn nộ vang thấu trời cao. Chương 611, tôi muốn giết Xích Diệm, câu nói này khiến mọi người chấn động. Lúc này Tiêu Chính Văn không kìm nén hơi thở cường giả cấp chủ soái trên người nữa, mà đột nhiên giải phóng ra. Khoảnh khắc đó, hơi thở trên người anh như lốc xoáy, cuốn qua toàn bộ cửa đông, quét thẳng vào 10.000 cấm vệ quân. Sau lưng, Long Lân cũng sa sầm mặt, bày ra tư thế chiến đấu quyết liệt, hơi thở cường giả cấp chủ soái cũng xuất hiện trên người anh ta. Long Nhất cũng vậy, trên người tỏa ra hơi thở của chiến thần thiên cấp 4 sao. Trong nháy mắt, trước 10.000 cấm vệ quân tại cửa đông, hai vị cường giả cấp chủ soái và một vị cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao, không kiêng dè mà bừng lên hơi thở thịnh nộ, khí thế ngút trời. Lúc đó, trên người ba bọn họ, dường như có một luồng khí vô hình, xông thẳng lên trời xanh. 10.000 cấm vệ quân này, cũng bị khí thế của ba người trước mặt làm choáng ngợp. Ngay cả mười mấy xe thiết giáp và xe tăng cũng phải lùi về phía sau mấy mét. Lúc này, một tướng quân khoác áo chiến bào, bước ra từ phía sau 10.000 cấm vệ quân, anh ta là một trung tướng 2 sao. Vẻ mặt anh ta lạnh như băng, nhìn ba người trước mắt, cung kính nói, tôi là Lâm Tùng, trung tướng đội cấm vệ quân, đội của tôi nhận lệnh ở đây canh giữ cửa đông. Mời ba vị nhanh đi cho. Nghe xong những lời này, sắc mặt Tiêu Chính Văn tối sầm lại, sát khí lạnh lùng bừng lên giữa hai đầu lông mày, hỏi ngược lại, nếu tôi không đi thì sao? Sắc mặt Lâm Tùng bỗng trở nên khó coi. Lúc này anh ta đang cố gắng chịu đựng luồng áp lực cực mạnh mới đứng vững được. Bởi vì, khí thế của ba người Tiêu Chính Văn trước mặt quá khủng khiếp, giống như thần Tu La, khiến anh ta gần như không thể đứng thẳng được nữa. Đây chính là hơi thở của cường giả cấp chủ soái sao? Quá đáng sợ. Lâm Tùng nói, chủ soái Tiêu, vẫn mong anh đừng làm khó tôi cũng chỉ canh giữ cửa đông theo mệnh của thiên tử các thôi. Nếu để ba vị tiến vào Long Kinh thì có nghĩa là nhiệm vụ thất bại, sẽ bị xét xử cách chức. Nghe xong, Tiêu Chính Văn cau mày, lạnh lùng nói, các anh chỉ cần tránh ra, mọi hậu quả tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lâm Tùng xoắn suýt nói, chủ soái Tiêu, anh đã không còn là vua Bắc Lương nữa, theo như chức vụ quân đội, anh bây giờ không có quyền ra lệnh cho tôi, vẫn là mời chủ soái Tiêu nhanh chóng rời đi, đừng làm khó tôi nữa. Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, sau đó bước lên một bước. Lạnh lùng nói, hôm nay, tôi nhất định phải vào Long Kinh, tướng quân Lâm, nếu anh sợ gánh chịu trách nhiệm, thì chỉ cần ngăn cản tôi. Nhưng hậu quả thì anh tự mình nhận lấy. Dứt lời, Tiêu Chính Văn nhấc bước, dẫn theo Long Lân và Long Nhất, tiến về phía Lâm Tùng và 10.000 cấm vệ quân xung quanh. Lâm Tùng cau mày, giơ tay lên muốn hạ lệnh ngăn cản. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn bước đến trước mặt Lâm Tùng, lúc anh đi ngang qua mặt, anh ta vẫn không hạ cánh tay xuống. Bởi vì, anh ta không dám. Khí thế trên người Tiêu Chính Văn quá khủng bố. Đây là chủ soái vô địch đã làm khiếp sợ hàng trăm hàng ngàn quân địch. Lâm Tùng biết rõ, cho dù có 10.000 cấm vệ quân ở đây, căn bản cũng không thể ngăn cản được Tiêu Chính Văn. Vì vậy anh ta chỉ có thể bất lực lắc đầu, ra hiệu cho 10.000 cấm vệ quân lui sang hai phía, tạo thành một lối đi lớn tiến vào cửa đông. Tiêu Chính Văn cũng không quay đầu. Đi cùng Long Lân và Long Nhất tiến vào cửa đông,
sau đó lái một chiếc xe quân sự ở cửa, trước tiên đến chỗ của thần Y Tôn. Bởi vì, vừa nãy, Long Lân đã liên lạc với Long Ngao rồi. Lúc này Khương Vi Nhan đang chữa trị trong biệt thự của thần Y Tôn. Gần như trong khoảnh khắc, Tiêu Chính Văn đã tới nơi ở của thần Y Tôn. Vi Nhan, Vi Nhan, anh về rồi đây, anh về rồi đây. Tiêu Chính Văn xông vào trong biệt thự, vẻ mặt đầy lo lắng, lao thẳng về phía trong phòng ngủ, quỳ trước đầu giường của Khương Vi Nhan. Ngay khi anh nhìn thấy vết thương chằng chịt trên người Khương Vi Nhan, ngón tay quấn băng gạc thấm đầy máu, Tiêu Chính Văn liền nổi giận. Lửa giận ngút trời. Không cách nào kiềm chế được. Cả bầu trời dường như đã bị cơn giận trên người Tiêu Chính Văn ảnh hưởng, mây đen bắt đầu kéo đến bao trùm trời xanh. Cũng vào lúc này, tất cả người dân ở Long Kinh đều ngước lên trời, vẻ mặt nghi ngờ. Sao trời đột nhiên thay đổi thế nhỉ? Trời đang trong xanh, tự nhiên lại có sấm. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghe nói thiên tử đã huy động 100.000 lính cận vệ, canh giữ 8 cửa, hàng nghìn người dân ở khắp đường làng ngõ hẻm Long Kinh đang không ngừng thảo luận. Dường như Long Kinh sắp chìm trong một trận mưa to gió lớn. Trong biệt thự, Tiêu Chính Văn quỳ trước Khương Vi Nhan, đôi mắt đỏ ngầu, những giọt nước mắt đã tuôn rơi. Anh giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Khương Vi Nhan đang hôn mê bất tỉnh. Vi Nhan, xin lỗi vợ, chồng tới muộn rồi. Sau đó, anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đẫm máu của Khương Vi Nhan, ngắm nhìn những ngón tay vốn mảnh khảnh linh hoạt của cô nay lại quấn đầy băng gạc thấm máu, đau lòng không nói nên lời. Đồng thời, trong lòng Tiêu Chính Văn nổi giận, muốn thiêu rụi cả Long Kinh này. Xích Diệm Vương, ông đáng chết. Sau khi nghĩ thông, Tiêu Chính Văn đứng dậy, nhìn Khương Vi Nhan còn đang hôn mê, sau đó quay người, rời khỏi phòng ngủ. Ngoài cửa, thần Y Tôn bước đến, lắc đầu nói, chủ soái Tiêu, tôi đã cố hết sức rồi, nhưng vợ cậu bị thương quá nặng. Tiêu Chính Văn hiểu rõ, liền nói, thần Y Tôn, không cần tự trách, cảm ơn ông đã tạm thời giữ được tính mạng của Vi Nhan, chuyện còn lại, đợi tôi quay về tôi sẽ xử lý sau. Dứt lời, ánh mắt anh lóe lên sát khí, liếc Long Lân, Long Ngao và Long Nhất, nói, Long Lân, Long Ngao, cùng tôi tiến vào thiên tử các. Long Nhất, ở đây bảo vệ vợ tôi. Vâng. Long Nhất trả lời. Sau đó, Tiêu Chính Văn nghiêng đầu, nhìn Khương Vi Nhan đang nằm trên giường trong phòng ngủ, sau đó liền quay người rời đi, dẫn theo Long Lân và Long Ngao, rời khỏi biệt thự, tiến về thiên tử các. Khoảnh khắc đó, bầu trời ầm ầm tiếng sấm. Mà lúc này, ở thiên tử các, bốn vị trưởng lão cũng đã nhận được tin Tiêu Chính Văn vào Long Kinh. Cái gì, Tiêu Chính Văn vào Long Kinh rồi sao? Muốn đến thiên tử các hả? Tần Hán Quốc căng thẳng nói. Ông ấy liếc nhìn Giang Vạn Long, lo lắng hỏi, ông Giang, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Thằng nhóc này e là không ngăn cản được rồi. Giang Vạn Long đứng dậy, nói, lập tức đến thiên tử các, bất luận thế nào đều phải ngăn không cho cậu ấy vào thiên tử các. Đúng đúng, chúng ta mau đi thôi. Dứt lời, tứ lão nhanh chóng lái xe đến thiên tử các. Ngoài cửa cung điện thiên tử các, ba người Tiêu Chính Văn sừng sững đứng đó, đối mặt với 300 lính cảnh vệ canh gác cửa cung. Sau lưng, là đám lính cảnh vệ bị chém đứt cánh tay, cẳng tay ngã nhào xuống đất, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Lửa giận của Tiêu Chính Văn ngút trời, hóa thành ngọn lửa khiến 300 lính cảnh vệ run rẩy. Nhưng bọn họ có trách nhiệm không được để bất kỳ ai vào cửa. Tránh ra! Tiêu Chính Văn tức giận quát, trong mắt bừng bừng sát khí. Đội trưởng của 300 lính cảnh vệ đó giơ súng lên chĩa vào đám người Tiêu Chính Văn, nói, chủ soái Tiêu, đây là thiên tử các, không có mệnh lệnh và lời mời của thiên tử, bất kỳ ai cũng không được vào. Mời chủ soái Tiêu nhanh chóng rời đi, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Vừa dứt lời, 300 lính cảnh vệ sau lưng anh ta đồng thời lắp đạn, kéo khóa nòng. 300 khẩu súng, đều chĩa thẳng vào ba người Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn không hề sợ hãi. Anh bước lên một bước, giẫm vỡ nền gạch, đôi mắt đỏ ngầu, sức mạnh như thần Tu La, gương mặt như Diêm Vương, giọng nói lạnh lẽo gầm lên, tôi muốn gặp thiên tử, không ai có thể ngăn. Tôi muốn giết Xích Diệm, không ai có thể chặn. Chương 612, cuối cùng cũng gặp được Xích Diệm Vương. Hai câu nói này vang thấu trời xanh, khiến tất cả mọi người khiếp sợ. 300 cảnh vệ quân lập tức bị dọa sợ lùi lại hai bước. Tên đội trưởng kia cũng bị khí thế kinh khủng trên người Tiêu Chính Văn làm cho hoảng hồn, lùi lại nửa bước,
sau đó cắn răng kêu lên, chủ soái Tiêu, đây là thiên tử các. Anh hãy nghĩ kỹ trước khi hành động, tự ý xông vào thiên tử các là tội chết, tôi có quyền bắn chết anh. Nhưng, Tiêu Chính Văn chẳng hề sợ hãi, anh cất bước tiến lên. Mỗi bước chân hạ xuống lại làm vỡ vụn gạch xanh dưới chân. Tên đội trưởng kia không chịu nổi khí thế bức người của Tiêu Chính Văn nữa, lập tức lên nòng súng, bắn bằng bằng mấy phát xuống mặt đất bên cạnh Tiêu Chính Văn, kêu lên, chủ soái Tiêu. Anh không được tiến thêm bước nào nữa, lập tức lùi lại, nhưng Tiêu Chính Văn coi như không thấy viên đạn bắn tới trước mặt, anh giẫm mạnh xuống đất, khiến mặt đất chấn động vỡ nát, tức giận gầm lên, bảo Xích Diệm Vương cút ra đây gặp bản soái. Cùng lúc đó, trên tầng 9 của thiên tử các, thiên tử chắp tay sau lưng, nhìn Tiêu Chính Văn đang làm loạn trước cửa cung bên dưới, nhíu mày, hỏi ông Long ở bên cạnh, ông Long, ông cảm thấy cậu ấy đã đạt đến trình độ nào rồi? Ông Long nhìn xuống rồi đáp, chắc vẫn là 5 sao. Thiên tử bình thản gật đầu, sau đó nhìn Xích Diệm Vương ở sau lưng, nói, Xích Diệm Vương, chuyện này chung quy cũng do ông mà ra, ông tự xuống giải quyết đi, thời khắc quan trọng tôi sẽ ra tay, giữ mạng cho ông. Xích Diệm Vương nhíu mày, chắp tay đáp, cảm ơn thiên tử. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Còn lúc này, trước cửa cung thiên tử các, bốn các lão đã xuống xe chạy tới. Vẻ mặt bọn họ hoảng hốt, ngăn trước mặt Tiêu Chính Văn, nói. Thằng nhóc này, ai bảo cậu đến thiên tử các xông vào cửa cung hả? Mau về với chúng tôi. Mau lên, nhân lúc thiên tử còn chưa nổi giận, mau về với chúng tôi đi. Cho dù phải liều mạng thì chúng tôi cũng sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Đúng đấy, Chính Văn, mau về với chúng tôi đi. Bốn các lão kéo Tiêu Chính Văn định rời đi. Nhưng Tiêu Chính Văn lắc đầu, nhìn bốn các lão đang tỏ vẻ sốt ruột trước mặt, nói, bốn ông, chuyện hôm nay là chuyện riêng của tôi và Xích Diệm Vương, không liên quan gì đến bốn ông hết, các ông về đi. Cậu, thằng nhóc này, sao cậu lại không chịu nghe lời khuyên chứ? Chuyện này nhất định Tần Hán Quốc tôi sẽ giải quyết cho cậu, cậu mau về với chúng tôi đi, nếu chọc giận thiên tử thì cậu phạm phải tội chết đấy. Tần Hán Quốc cuống lên. Phải đấy, Chính Văn, cậu nghe lời khuyên của chúng tôi đi, cứ về đã, những chuyện còn lại chúng tôi sẽ giải quyết cho cậu, nhất định sẽ không tha cho thằng nhãi Xích Diệm Vương kia. Bành Trấn Quốc cũng nôn nóng nói. Chỉ có mỗi Giang Vạn Long, lúc này đứng chắp tay sau lưng. Nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, hỏi cậu muốn tự giải quyết thật sao? Tiêu Chính Văn nhìn Giang Vạn Long, đáp đúng vậy. Giang Vạn Long trầm mặc, sau đó nói, được, nếu đã vậy thì bốn người chúng tôi sẽ đại làm loạn với cậu một trận. Ba các lão còn lại nghe thấy thế thì nghiêm mặt, nói, ông Giang, ông điên rồi sao? Ông định làm gì vậy? Trước khi đến đây chẳng phải đã nói là phải khiến thằng nhóc này bình tĩnh lại sao? Sao ông còn đổ thêm dầu vào lửa? Giang Vạn Long cười nhạt đáp, bởi vì cậu ấy là cháu của Tiêu Long, tính cách cậu ấy chẳng khác gì Tiêu Long năm đó cả. Tần Hán Quốc và Bành Trấn Quốc nghe thấy thế thì đưa mắt nhìn nhau, dường như nghĩ ra gì đó, đáp được, nếu đã vậy thì chúng tôi cũng liều mình vậy, cùng thằng nhóc này làm loạn một phen. Dứt lời, bốn các lão đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn, nói với tên đội trưởng kia, sao nào? Cậu muốn nổ súng với cả chúng tôi sao? Lúc này thì đội trưởng của cảnh vệ quân cũng hồn vía lên mây. Cho dù anh ta gan to bằng trời thì cũng không dám nổ súng với bốn các lão của Long Các. Bốn vị các lão, đã đến lúc này rồi, bốn ông đừng thêm dầu vào lửa nữa, tên đội trưởng kia khóc không ra nước mắt. Tuy nhiên, lúc này, Tiêu Chính Văn bỗng nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm đằng sau cửa cung. Khoảnh khắc đó, một bóng dáng kỳ lân màu đỏ bước từ sau cửa cung ra, khuôn mặt nở nụ cười bình thản. Cao giọng nói, chủ soái Tiêu, các cậu làm gì vậy? Có chuyện gì gấp sao? Vì tìm tôi mà không tiếc xông vào cửa cung cơ à? Xích Diệm Vương. Khoảnh khắc nhìn thấy Xích Diệm Vương bước ra, trong mắt Tiêu Chính Văn bắn ra sát khí ngút trời, lạnh lùng nói, Xích Diệm Vương, cuối cùng ông cũng chịu ra rồi. Xích Diệm Vương bước tới trước mặt Tiêu Chính Văn, hai người cách nhau hơn 10 mét, nhìn vào mắt nhau. Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng. Dường như có một luồng áp thấp. Ánh mắt hai người cũng bắn ra tia lửa. Chủ soái Tiêu, không biết cậu tìm bản soái có chuyện gì, Xích Diệm Vương nhíu mày cười hỏi. Soạt. Đột nhiên, trong tay Tiêu Chính Văn vung ra con dao quân đội năm cạnh lạnh lùng thấu xương. Khoảnh khắc đó, trời đất biến sắc.
Bốn phía im phăng phắc không một tiếng động, trên trời mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đi đùng. Sau đó, một giọng nói như của ma vương đến từ địa ngục vang vọng khắp quảng trường bên ngoài cửa cung rộng mấy nghìn mét. Bản soái phải giết ông. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, cơ thể lập tức lao tới, đồng thời phi con dao quân sự năm cạnh ra, vẽ một đường tròn màu bạc sáng lóa giữa không trung, mang theo sự lạnh lẽo và sát khí ngút trời, như một vầng trăng bạc. Xích Diệm Vương cũng không ngờ Tiêu Chính Văn lại quyết đoán như vậy, dám ra tay ở ngay ngoài cửa cung Thiên Tử Các. Hai chân hắn dẫm mạnh xuống đất, nhanh chóng lùi lại. Đồng thời, hắn rút con dao găm kỳ lân ở hông ra, để ở trước mặt, dùng sức cản lại. Keng! Một tiếng đinh tai nhức óc vang khắp bốn phía. Khoảnh khắc con dao quân sự năm cạnh và dao găm kỳ lân chạm nhau, phát ra vô số ánh lửa màu bạc và màu đỏ. Cơ thể Xích Diệm Vương cũng bị con dao quân sự năm cạnh làm cho chấn động, lùi lại mấy mét. Gạch xanh dưới chân hắn bị từng bước chân đạp nát. Mạnh quá! Đây là tiếng lòng của Xích Diệm Vương. So với lần trước giao đấu với Tiêu Chính Văn thì còn mạnh hơn. Thực lực của thằng nhãi này lại tiến bộ sao? Xích Diệm Vương nhíu mày, cả người bỗng lộn vòng lùi lại. Bởi vì, khoảnh khắc đó, bóng dáng Tiêu Chính Văn đã biến mất, rồi hạ xuống từ độ cao mấy mét. Đồng thời, nắm đấm của anh nhằm vào vị trí chỗ hắn vừa đứng. Cú đấm này khiến gạch xanh dưới đất nát vụn, đá vụn bay lên, cả mặt đất cũng xuất hiện vết nứt lan ra như mạng nhện. Còn chỗ đáp của cú đấm còn tạo thành một cái hố sâu to bằng cái mâm. Cú đấm này có sức mạnh đủ để hủy hoại một chiếc xe tăng. Xích Diệm Vương đáp xuống đất, mày nhíu chặt, trong lòng chấn động. Hắn nhìn Tiêu Chính Văn toàn thân đang tỏa ra sát khí, trong tay cầm con dao quân sự năm cạnh màu bạc, chậm rãi đứng thẳng dậy ở vị trí hắn vừa đứng, trong lòng thầm kêu nhanh quá. Chỉ đối mặt nhau mà Xích Diệm Vương đã bị ép cho lùi lại mấy bước. Ha ha ha, Tiêu Chính Văn, cậu lại mạnh hơn rồi, Xích Diệm Vương cười lạnh lùng nói. Nhưng bản vương cũng không phải đồ ăn hại. Trong đôi mắt Tiêu Chính Văn tỏa ra sát khí lạnh thấu xương, anh nhìn chằm chằm Xích Diệm Vương, nói, bất kể ông là ai, hôm nay bản soái cũng phải giết vương. Chương 613, lấy máu Xích Diệm tế 6 sao. Bản soái phải giết vương. Năm chữ ngắn gọn này vang khắp quảng trường, chấn động trời xanh. Xích Diệm Vương nhíu mày, cả người tỏa ra khí thế hùng hổ, sắc mặt giận dữ quát Tiêu Chính Văn. Cậu ngông cuồng thật đấy. Cậu đừng quên bản vương cũng là cường giả cấp chủ soái. Hơn nữa, mấy ngày trước, bản vương đã đột phá lên cấp long soái 5 sao rồi. Dứt lời, khí thế trên người Xích Diệm Vương bỗng tăng vọt, đạt đến đỉnh cao. Khí thế của long soái 5 sao khiến xung quanh khiếp sợ. Những người vây xem đều tỏ vẻ kinh ngạc. Tứ lão của Long Các cũng tỏ vẻ lo lắng và căng thẳng. Sao cơ? Thằng nhãi Xích Diệm kia đã đạt chiến lực long soái 5 sao rồi sao? Thằng nhãi này còn giấu giếm nữa. Tiêu rồi, Chính Văn có đánh được hắn không? Cả Hoa Quốc liệu có mấy cường giả long soái 5 sao chứ? Khoảnh khắc này, ý chí chiến đấu trên người Xích Diệm Vương tỏa ra càng lúc càng mạnh mẽ, thậm chí cả không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng, dường như đang bốc hơi. Trên tầng 9 của Thiên Tử Các, sắc mặt Thiên Tử sầm xuống, đôi mắt bắn ra sự lạnh lẽo. Nói, không ngờ Xích Diệm Vương này còn giấu con át chủ bài. Ông Long đứng ở phía sau cũng nhíu mày đáp, đúng vậy, Long soái 5 sao, mạnh thật. Trận này Tiêu Chính Văn gặp khó khăn rồi. Thiên Tử nhíu mày, nhìn Tiêu Chính Văn đang bất động như núi ở dưới, bỗng có cảm giác kỳ lạ, nói tôi lại không nghĩ thế, Xích Diệm Vương có thể để lại con át chủ bài, nhớ Tiêu Chính Văn cũng thế thì sao? Ông Long nghe thấy thế thì run lên, hơi hoài nghi nói, Thiên Tử. Ý ông là Tiêu Chính Văn cũng giấu giếm. Thiên Tử mỉm cười, sau đó lại lắc đầu nói, tôi cũng chỉ nói tùy tiện thôi, nếu cậu ấy cũng giấu tài thì hẳn là 6 sao, cùng cấp với chúng ta. Nhưng đột phá từ 5 sao lên 6 sao cực kỳ khó khăn, nếu không gặp may mắn thì trên đời này mấy ai có thể đạt được trình độ cao như hai ta chứ. Ông Long cũng gật đầu, nói, đúng vậy, lên 6 sao còn khó hơn lên trời. Năm đó, Tiêu Long dùng sức chiến đột phá lên 6 sao, trở thành Thiên Long Đại Nguyên Soái. Bây giờ, cháu trai ông ấy có thể đạt đến 5 sao đã là khá lắm rồi. Đúng lúc hai người đang trò chuyện, ngoài cửa cung Thiên Tử Các. Cả người Xích Diệm Vương tỏa ra sát khí, chân phải bỗng dẫm mạnh, lao về phía Tiêu Chính Văn như một con mãnh hổ.
Đồng thời, con dao găm kỳ lân màu đỏ trong tay hắn cắt mạnh về phía cổ Tiêu Chính Văn. Đòn này chí mạng. Xích Diệm Vương đã dốc hết sức, bởi vì hắn biết, Tiêu Chính Văn cũng sẽ liều mạng. Khoảnh khắc Xích Diệm Vương lao tới, giữa đôi lông mày của Tiêu Chính Văn cũng tỏa ra sự lạnh lẽo, đôi mắt nhìn chằm chằm Xích Diệm Vương đang lao tới. Trong mắt anh, con dao găm kỳ lân màu đỏ của Xích Diệm Vương mang theo ánh sáng như lửa, kéo theo sóng khí nóng rực, cắt về phía cổ anh. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ đầu một nơi người một nẻo. Nhưng Tiêu Chính Văn không sợ. Anh chỉ nhìn chằm chằm Xích Diệm Vương đang lao tới, nhìn đến mức trong lòng Xích Diệm Vương dùng mình, sinh lòng cảnh giác, rồi bỗng đổi hướng tấn công, nhanh chóng lùi lại. Bởi vì khoảnh khắc đó, hắn bỗng cảm nhận được một luồng áp lực to lớn khó nói nên lời. Áp lực đó như thần chết thức tỉnh vậy. Chỉ cần tiến lên nửa phân, là sẽ đặt chân vào vùng đất cấm chết chóc. Cho dù vừa rồi dao găm kỳ lân chỉ cách cổ Tiêu Chính Văn một nắm tay, thì Xích Diệm Vương cũng không dám tiến lên thêm nửa phân. Tiêu Chính Văn thấy Xích Diệm Vương lùi lại, lửa giận trong mắt như biến thành thực thể, muốn xuyên thủng trời xanh. Anh lạnh lùng nói, Xích Diệm Vương, người giấu con át chủ bài không chỉ mỗi ông đâu. Long soái năm sao thì mạnh lắm chắc. Dứt lời, trên người Tiêu Chính Văn tỏa ra khí thế còn mạnh hơn long soái năm sao. Khoảnh khắc đó, Xích Diệm Vương sửng sốt, hắn nhíu mày, lạnh lùng nói, cậu có ý gì? Đôi mắt Tiêu Chính Văn lóe lên tia sáng, nhìn chằm chằm Xích Diệm Vương, sau đó anh bước lên, gạch xanh dưới chân anh lập tức vỡ nát vì khí thế trên người. Mỗi bước chân lại khiến khí thế trên người Tiêu Chính Văn tăng thêm một bậc. Cộp, cộp, cộp. Tiêu Chính Văn bước 9 bước liên tiếp, khí thế trên người tăng hẳn 9 bậc, lan khắp quảng trường. Đè bẹp khí thế long soái năm sao trên người Xích Diệm Vương. Mọi người lập tức kinh hãi. Ai nấy mắt chữ A miệng chữ O, trong lòng như nổi sóng to gió lớn. Còn Tiêu Chính Văn, sau khi bước 9 bước, đôi mắt anh quét khắp quảng trường, gầm lên như tiếng rồng gầm, cuộc đời tôi sao có thể dậm chân tại vị trí năm sao chứ? Hôm nay, bản soái sẽ lấy máu của Xích Diệm Vương để tế con đường 6 sao của bản soái. Dứt lời. Khí thế trên người Tiêu Chính Văn bỗng tăng vọt lên đỉnh điểm, đột phá long soái năm sao, đạt tới cảnh giới 6 sao. Khoảnh khắc đó, xung quanh im lặng như tờ. Vẻ mặt tứ lão long các choáng váng, vừa kích động, vừa kinh ngạc, lại vừa bất ngờ mừng rỡ. 6 sao. Không ngờ Tiêu Chính Văn lại đạt tới cảnh giới 6 sao. Trên tầng 9 thiên tử các, thiên tử và ông long không còn bình tĩnh được nữa. Vẻ mặt hai người đều đanh lại. Vô cùng ngạc nhiên. 6 sao, không ngờ cậu ta giấu con át chủ bài thật, thiên tử cảm thán, trong đầu bỗng như nổi cơn sóng thần. 6 sao đó, con đường lên trời. Tiêu Chính Văn mới hơn 20 tuổi mà đã có chiến lực như vậy rồi. Là người duy nhất từ trước đến nay. So với Tiêu Long 35 tuổi đột phá 6 sao vào năm đó thì còn quái thai hơn, đáng kinh ngạc hơn. Ông Long cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Nói tự diễu, chúng ta khổ luyện cả đời, tìm đủ mọi cách, mới đạt đến 6 sao. Ai mà ngờ được Tiêu Chính Văn mới hơn 20 tuổi đã đột phá 6 sao, thiên phú hơn người này quả nhiên khiến người ta chỉ biết ngẩng lên ngưỡng mộ. Đây chính là con cháu của nhà họ Tiêu sao. Dứt lời, thiên tử và ông Long cùng dõi mắt về phía xa, tấm bia đá không chữ to lớn dựng sừng sững trước thiên tử các. Đó chính là bia chiến công được lập cho nhà họ Tiêu. Là trụ cột chính của Hoa Quốc. Đàn ông nhà họ Tiêu không hổ là người bảo vệ Hoa Quốc. Thiên tử, tiếp theo đây nên làm gì? Có cần ra tay hòa giải không? Tiêu Chính Văn 6 sao, Xích Diệm Vương đã không phải là đối thủ rồi. Ông Long hỏi. Thiên tử trầm mặc, ông ấy đang suy nghĩ. Nếu hòa giải thì chắc chắn sẽ khiến Tiêu Chính Văn bất mãn. Một cường giả chủ soái 6 sao mới nổi đủ để khiến trăm nước khiếp sợ. Đủ để Hoa Quốc tiếp tục hưng thịnh trăm năm. Còn lúc này, trước cửa cung, Xích Diệm Vương tỏ vẻ không dám tin, cả người sững sờ. Hắn nhìn Tiêu Chính Văn đang tỏa ra khí thế đáng sợ, vô cùng kinh hãi. 6 sao? Không ngờ lại là 6 sao. Tại sao? Tại sao lại thế? Hắn khổ luyện 50 năm, mới lên đến chiến lực long soái 5 sao. Hắn vốn dĩ muốn mượn sự trợ giúp của nhà họ Viên. Thống nhất các chiến khu Hoa Quốc, giành chức đại nguyên soái. Vậy mà bây giờ, Tiêu Chính Văn lại đạt tới cảnh giới chủ soái 6 sao.
Xích Diệm Vương đã mất bình tĩnh hoàn toàn, tức giận gầm lên, cho dù cậu là sáu sao thì sao chứ? Hôm nay bản soái sẽ chém chết chủ soái sáu sao này. Gầm xong, Xích Diệm Vương lao tới, kỳ lân trong tay đâm thẳng vào tim Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn giơ tay lên, con dao quân sự năm cạnh trong tay bắn ra. Keng! Một tiếng vang vọng khắp bốn phía. Giữa không trung, con dao kỳ lân màu đỏ bị gãy đôi, xoay vòng với tốc độ cao, sau đó rơi xuống đất, cắm thẳng vào nền gạch xanh, khiến xung quanh xuất hiện mấy chục vết nứt chằng chịt. Còn lúc này, con dao quân sự năm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn xuyên qua lồng ngực phải của Xích Diệm Vương, khiến máu bắn tung tóe. Chương 614, ông Long, cứu tôi với. Xung quanh im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều há hốc miệng. Một đòn. Chỉ một đòn duy nhất. Con dao quân sự năm cạnh của Tiêu Chính Văn đã chém gãy kỳ lân được xưng là binh khí cấp thiên, hơn nữa còn đâm xuyên qua lồng ngực phải của Xích Diệm Vương. Khoảnh khắc đó, vẻ mặt Xích Diệm Vương đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào vết thương ở lồng ngực, máu tươi đang tuôn ra xối xả. Sao lại thế này? Tốt xấu gì hắn cũng có chiến lực long soái năm sao cơ mà. Vậy mà đứng trước Tiêu Chính Văn còn không tránh nổi một đòn sao? Sáu sao thực sự kinh khủng đến vậy sao? Trong đầu Xích Diệm Vương đầy hoài nghi, hoàn toàn không dám tin chuyện mình đang trải qua. Giữa năm sao và sáu sao có khoảng cách lớn đến vậy sao? Lúc này, tay Tiêu Chính Văn hành động, chậm rãi kéo con dao quân đội năm cạnh mang theo dây xích trở lại, mỗi phân xê dịch, dây xích lại kéo rách miệng vết thương ở lồng ngực phải của Xích Diệm Vương. Nỗi đau đớn đó khiến cả người Xích Diệm Vương run rẩy, đầu túa mồ hôi lạnh. Hắn nhịn đau, giơ tay, tóm lấy dây xích của con dao quân sự năm cạnh, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn chậm rãi kéo dây xích nhuốm máu, từ lồng ngực và bàn tay Xích Diệm Vương, được anh kéo ra từng chút một. Cuối cùng, Xích Diệm Vương không chịu đựng được nỗi đau này nữa, hét lên thảm thiết, khuỵu gối xuống đất. Lúc này, cả người Tiêu Chính Văn tràn ngập sát khí, ánh mắt u ám, đứng từ trên cao nhìn xuống Xích Diệm Vương đang quỳ một gối dưới đất, lạnh lùng nói, ông có từng nghĩ đến hậu quả khi ra tay với vợ tôi không? Xích Diệm Vương cố nén nỗi đau đớn ở ngực, nhíu mày, đầu đầy mồ hôi lạnh, nở nụ cười dữ tợn nói, hối hận. Đến bước đường như chúng ta thì trước giờ không có hối hận. Tiêu Chính Văn, cậu biết tại sao tôi lại làm vậy không? Bởi vì tôi muốn dồn cậu vào chỗ chết. Tôi phải thống nhất năm chiến khu lớn, tôi phải trở thành đại nguyên soái vinh quang nhất, chính cậu, chính sự xuất hiện của cậu phá hỏng kế hoạch của bản vương. Cậu chết đi! Xích Diệm Vương gầm lên, xả hết sự không cam lòng ra. Tiêu Chính Văn nhíu mày, bỗng giơ tay lên, phụt, con dao quân sự năm cạnh rút khỏi lồng ngực phải của Xích Diệm Vương, khiến máu bắn ra tung tóe. Phụt! Giây phút đó, Xích Diệm Vương cũng phun ra một ngụm máu tươi. Cố gắng bịt miệng vết thương ở ngực lại. Còn Tiêu Chính Văn đang cầm con dao quân đội năm cạnh, ánh mắt lạnh lẽo như thần chết, nhìn Xích Diệm Vương đang thở hổn hển, nói, nếu ông đã không có ý hối hận, thì hôm nay bản soái sẽ giết ông. Xích Diệm Vương, hãy sám hối ở dưới địa ngục đi. Dứt lời, Tiêu Chính Văn giơ tay, con dao lại lần nữa lao ra, nhằm thẳng vào đầu Xích Diệm Vương. Khoảnh khắc đó, bốn các lão đang đứng bên cạnh đều giật nảy mình. Hét lên, Chính Văn. Đừng, nhưng Tiêu Chính Văn vẫn không hề dừng tay. Đúng lúc con dao quân sự năm cạnh cách giữa trán của Xích Diệm Vương chỉ còn một nắm tay, một bóng dáng bỗng bước từ sau cửa cung ra, vung tay lên, một con dao găm đánh trúng con dao quân sự năm cạnh, khiến nó bay ngược trở lại. Tiêu Chính Văn nhíu mày, toàn thân tỏa ra sự lạnh lẽo, nhìn chằm chằm bóng dáng vừa bước từ sau cửa cung ra. Lúc này, ông Long cất bước đi tới, vẻ mặt bình thản. Trên người không tỏa ra khí thế to lớn gì, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh. Nể mặt thiên tử, tha cho ông ta một mạng, cậu thấy sao, ông Long mở miệng nói. Tiêu Chính Văn nghe thấy thế thì cau mày, nhìn tầng 9 của thiên tử các ở tít xa, ánh mắt anh và thiên tử giao nhau giữa không trung. Khoảnh khắc đó, khuôn mặt anh càng lúc càng lạnh lẽo hơn. Anh nhìn ông Long, lạnh lùng đáp, thiên tử muốn cứu ông ta thật sao? Ông Long đứng bên cạnh Xích Diệm Vương, gật đầu nói, dù sao Xích Diệm Vương cũng là cường giả long soái năm sao mới nổi, là trụ cột và nền tảng của Hoa Quốc ta. Tiêu Chính Văn, lúc cần tha thì nên tha, chuyện hôm nay kết thúc ở đây đi. Tiêu Chính Văn nghe thấy thế thì bật cười,
nói, lúc cần tha thì nên tha. Ông Long, ông không cảm thấy câu nói này rất nực cười sao? Vậy ai tha cho Khương Vi Nhan? Ông Long thở dài đáp, chuyện của Khương Vi Nhan, chúng tôi sẽ cho cậu một kết quả hài lòng, đây cũng là ý của thiên tử. Im lặng, cả quảng trường bỗng chốc im phăng phắc, sắc mặt của tứ lão Long Các ở bên cạnh cũng rất khó coi. Vốn dĩ bọn họ định ngăn cản Tiêu Chính Văn xuống tay giết Xích Diệm Vương, nhưng bây giờ thấy ông Long ra mặt muốn cứu Xích Diệm Vương, bọn họ lại đổi ý. Đúng là ức hiếp người quá đáng. Lúc này, Xích Diệm Vương chậm rãi đứng dậy, đứng bên cạnh ông Long, nhếch mép nở nụ cười lạnh lùng đắc ý, nhìn Tiêu Chính Văn, nói Tiêu Chính Văn, xin lỗi nhé, xem ra cậu không giết được tôi rồi, Xích Diệm Vương tôi vẫn chưa tới số đâu. Nghe lời nói khiêu khích và châm chọc của đối phương, Tiêu Chính Văn bật cười. Cơn phẫn nộ trong đôi mắt anh bỗng bùng lên ngút trời, xuyên thẳng trời xanh. Bầu trời ảm đạm và mây đen cuồn cuộn đã lâu, cuối cùng cũng rạch qua một tia sét rất to, một tiếng sấm vang vọng khắp khoảng không của Long Kinh. Cả Long Kinh bỗng chốc chìm trong mưa to. Dường như bầu trời cũng tách ra một khe nứt khổng lồ, đổ xuống mưa to như chút. Tiêu Chính Văn đứng trong làn mưa, nước mưa quanh người anh dường như cũng bị lửa giận làm cho bốc hơi. Anh nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Xích Diệm Vương, nói, ông thực sự tưởng rằng tôi không dám giết ông sao? Xích Diệm Vương sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy mình như bị thần chết nhìn chằm chằm. Nhưng nghĩ lại, ông Long đang đứng bên cạnh, nên hắn lại cười khẩy đáp, lẽ nào cậu dám ra tay với ông Long, dám chống lệnh của thiên tử sao? Vừa dứt lời, một tiếng ầm vang lên, lại một tia sét lớn rạch ngang bầu trời thiên tử các. Chiếu sáng cả một phương. Khoảnh khắc đó, Tiêu Chính Văn như một tu la đội sấm sét, đôi mắt đỏ ngầu, trên người đầy sát khí, đến ông Long cũng phải kinh hãi. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Chính Văn cất bước, dẫm xuống nước mưa, làn nước bắn tung tóe. Con dao quân sự nằm cạnh trong tay anh cũng lóe lên ánh sáng chói mắt. Tôi muốn lấy mạng ông thì không ai cản được đâu, Tiêu Chính Văn nói. Câu nói này như sấm rền, vang khắp quảng trường. Xích Diệm Vương nhíu mày, lùi lại mấy mét, nói với ông Long, ông Long, ông xem, tên Tiêu Chính Văn này thật là ngông cuồng. Ông Long nhíu mày, nhìn Tiêu Chính Văn đang bước tới, trầm giọng nói, Tiêu Chính Văn. Đây là thiên tử các, cậu muốn làm trái ý của thiên tử thật sao? Tiêu Chính Văn trầm mặc, chỉ cất bước, sau đó, anh đáp, chút giận cho vợ, giết vương, trái ý thiên tử, vậy thì sao chứ? Hôm nay tôi phải giết ông ta. Tôi sẽ tự gánh chịu mọi hậu quả. Dứt lời. Bóng dáng Tiêu Chính Văn bỗng bắn tới, chẳng khác gì một thanh kiếm sắc bén. Con dao quân sự nằm cạnh trong tay anh cũng như một mũi tên đang xoay tròn với tốc độ cao, cắt ngang làn nước mưa, vẽ một đường vòng cung rồi đâm thẳng vào giữa trán Xích Diệm Vương. Ông Long, cứu tôi với. Xích Diệm Vương gào lên. Chương 615, giết Xích Diệm. Tiêu Chính Văn suýt chết. Xích Diệm Vương đã thấy sợ rồi. Bởi vì hắn nhìn ra, Tiêu Chính Văn đang quyết tâm phải giết hắn bằng được. Ông Long nhíu mày, cơ thể di chuyển, vung tay lên, tung một cú đấm về phía Tiêu Chính Văn đang lao tới. Ầm, cú đấm này mang theo sức mạnh khủng khiếp, nhưng chưa đủ để khiến người bị thương, chỉ muốn khiến Tiêu Chính Văn phải lùi lại. Đúng là Tiêu Chính Văn phải lùi lại thật, anh lùi lại hẳn mấy bước, lạnh lùng nhìn ông Long đang đứng trước mặt Xích Diệm Vương mấy mét. Nói ông Long, ông thực sự muốn bảo vệ ông ta sao? Vì thiên tử, vì Hoa Quốc, ông Long lạnh lùng đáp. Tiêu Chính Văn cười khẩy, chậm rãi đứng thẳng người, sau đó ngửa cổ lên trời cười lớn, giận dữ nói, hay cho câu vì thiên tử, vì Hoa Quốc. Xoẹt! Tiêu Chính Văn bỗng xé rách quần áo trên người, vứt lên giữa trời. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy những vết sẹo do súng, do dao. Do mảnh vỡ bom nổ rất kinh khủng trên người anh, chúng dày đặc như những con rắn, phủ khắp lồng ngực và sau lưng Tiêu Chính Văn. Anh chỉ vào những vết sẹo của mình, gầm lên, Tiêu Chính Văn tôi không hổ thẹn với Hoa Quốc, không hổ thẹn với thiên tử, càng không hổ thẹn với hàng trăm triệu người dân. Mỗi vết thương ở đây đều do tôi và các tướng sĩ Bắc Lương bảo vệ biên cương Hoa Quốc. Mỗi vết sẹo ở đây đều là vinh hạnh và vinh quang của cả đời tôi. Sau lưng có vạn dặm giang sơn. Có trăm triệu người dân, chúng tôi sao dám lùi lại nửa bước. Chúng tôi chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước, hiến thân vì nước. Hôm nay, vợ tôi bị hãm hại, bị thương nặng suýt chết.
vậy mà các người lại bảo tôi tha cho kẻ đại gian ác. Công lý ở đâu? Nói đến đây, Tiêu Chính Văn nhắm mắt lại một lúc, sau đó mở bừng hai mắt ra, nhìn thẳng vào ông Long, gằn từng chữ, hôm nay, Tiêu Chính Văn tôi, vì vợ, dù thẹn với Hoa Quốc, thẹn với thiên tử, thì cũng phải giết Xích Diệm. Nói xong, Tiêu Chính Văn cất bước, con dao quân sự năm cạnh trong tay lại lần nữa bắn ra, cả người anh cũng lao theo, sát khí bắn ra bốn phía. Ông Long nhíu mày, khoảnh khắc đó, ông ta hơi ngẩn người, nhưng vì còn trách nhiệm, nên không thể không ra tay. Tiêu Chính Văn, chúng tôi hiểu nỗi đau khổ của cậu, chuyện này chúng tôi chắc chắn sẽ cho cậu một đáp án hài lòng, dừng tay đi, ông Long nói, đồng thời giao đấu mấy chiêu với Tiêu Chính Văn. Nhưng điều khiến ông ta kinh ngạc là chiến lực mạnh mẽ của Tiêu Chính Văn. Không ngờ lại có thể đấu được mấy chiêu với ông ta. Đàn ông con trai, cho dù tan xương nát thịt thì có gì đáng sợ. Đến người nhà cũng không bảo vệ được thì nói gì đến bảo vệ đất nước. Tiêu Chính Văn gầm lên, lần nữa xông tới. Lần này, sắc mặt ông Long u ám, bất đắc dĩ thở dài, nói, xem ra tôi chỉ có thể dốc hết sức rồi. Dứt lời, khí thế trên người ông Long bỗng tỏa ra, một luồng hơi thở cuồng bạo đột nhiên bao phủ cả quảng trường, đè lên Tiêu Chính Văn. Đám người Giang Vạn Long đang đứng bên cạnh, nhìn thấy vậy thì cả kinh, nói, ông Long đã là sáu sao đỉnh cao, sợ là Tiêu Chính Văn sẽ gặp nguy hiểm. Làm sao bây giờ, chúng ta có cần ngăn thằng nhóc đó lại không? Cậu ấy làm vậy là làm trái lệnh của thiên tử đấy. Tần Hán Quốc cũng rất sốt ruột. Giang Vạn Long sầm mặt xuống, ngẩng đầu nhìn về tầng 9 thiên tử các ở xa, nơi đó, một bóng dáng bình thản, dường như đang nhìn xuống tất cả mọi thứ dưới gầm trời. Giang Vạn Long lắc đầu đáp, đã đến nước này rồi, ông nghĩ thằng nhóc kia có thể dừng tay được sao? Chúng ta cứ chuẩn bị sẵn sàng, bất kể thế nào, cho dù phải liều bốn cái mạng già này thì cũng phải bảo vệ được Chính Văn. Việc này, ông Giang, ý ông là, Chính Văn sẽ... Tần Hán Quốc hoảng hốt. Còn ở bên này, sau khi ông Long dốc hết sức ra tay, Tiêu Chính Văn cũng cảm nhận được áp lực to lớn. Bất kể thế nào, anh cũng không thể lại gần Xích Diệm Vương nửa bước. Tiêu Chính Văn, dừng tay đi, chuyện gì cũng có thể thương lượng, tha cho Xích Diệm Vương. Hoa Quốc nợ cậu một câu trả lời, thiên tử nợ cậu một câu trả lời. Ông Long nói, giơ hai ngón tay kẹp lấy con dao quân sự năm cạnh Tiêu Chính Văn phi tới sát bên tai, sau đó ném mạnh, con dao bắn ngược trở lại, lóe ra ánh sáng màu bạc. Tiêu Chính Văn đứng ở xa, thu lại con dao quân sự năm cạnh vừa bay trở lại, lau máu tươi rỉ ra ở khóe miệng, ánh mắt như mãnh thú, nhìn chằm chằm ông Long và Xích Diệm Vương ở phía sau ông ta. Vậy thì để Xích Diệm Vương lăn lại đây chịu chết đi. Tiêu Chính Văn giận dữ nói, tiếp tục tấn công. Ông Long bất lực lắc đầu, vung tay lên, ném ra tám con dao găm, phong tỏa tám hướng tấn công của Tiêu Chính Văn. Tám con dao găm này đều tỏa ra sự lạnh lẽo. Muốn giết Xích Diệm Vương ở phía sau thì phải phá được một trong số tám con dao găm này. Nếu vậy thì Tiêu Chính Văn tấn công cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng... cảnh tượng khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc đã xảy ra. Tiêu Chính Văn không phá bất cứ con dao găm nào. Anh lựa chọn lao thẳng tới, một con dao găm trong số đó xuyên qua lồng ngực của Tiêu Chính Văn, mang theo máu đầm đìa. Sau đó, anh phun ra máu, khóe miệng nở nụ cười như thần chết, nhìn chằm chằm Xích Diệm Vương đang tỏ vẻ kinh ngạc, rồi giơ tay, ném mạnh con dao quân đội năm cạnh ra. Phập! Con dao mang theo sát khí ngút trời. Trong ánh mắt hoảng sợ của Xích Diệm Vương, đâm thẳng vào giữa trán hắn. Câu ông Long cứu tôi, còn chưa nói xong, Xích Diệm Vương đã ngã thẳng xuống đất, mắt trợn trừng, ngã phịch xuống vũng máu. Cuối cùng Xích Diệm Vương cũng mất mạng. Vi Nhan, anh đã trả thù cho em rồi. Tiêu Chính Văn tự nhủ, sau đó cũng rơi từ khoảng không xuống, lăn mấy vòng dưới đất rồi nằm trong vũng máu. Cảnh tượng này khiến ông Long kinh hãi, khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng. Đến thiên tử đang đứng trên tầng 9 của thiên tử các, nhìn thấy thế, sắc mặt cũng u ám. Ai mà ngờ được Tiêu Chính Văn lại lấy mạng đổi mạng. Cậu cần gì phải thế chứ? Ông Long lập tức chạy tới, nhìn Tiêu Chính Văn đang nằm trong vũng máu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiêu Chính Văn nằm ngửa mặt trong làn mưa, cả người toàn máu, trong miệng cũng không ngừng ộc máu, anh nhìn lên trời, nói, ông Long, ông có biết một người vốn đã quyết tâm tìm đến cái chết? Vì một người mà lấy lại ánh sáng là cảm giác gì không? Ông Long nhíu mày,
không biết Tiêu Chính Văn đang nói gì. Lúc này, Tứ Lão Long Các ở bên cạnh lao tới. Chính Văn, mau gọi bác sĩ, mau lên. Ông Long, nếu Chính Văn có mệnh hệ gì, cho dù phải liều mạng thì Tứ Lão Long Các chúng tôi cũng phải tính sổ với ông. Cảnh tượng cuối cùng Tiêu Chính Văn nhìn thấy là Tứ Lão Long Các đang tranh cãi không ngừng. Tầm nhìn của anh mờ dần, bên tai cũng dần không nghe thấy gì nữa. Sau khi Tiêu Chính Văn ngất đi, Thiên Tử bước từ cửa ra, bên cạnh có một cận vệ cầm chiếc ô đen. Ông ấy nhìn Xích Diệm Vương đã tắt thở trong vũng máu, rồi lại nhìn Tiêu Chính Văn đã ngất đi, bất lực lắc đầu nói, đưa về biệt thự của thần Y Tôn đi, bảo ông Nhạc cùng chữa trị. Rõ, ông Long đáp lời. Sau đó, Thiên Tử nhìn bốn các lão mặt đỏ tai hồng, hỏi các ông đang oán hận tôi sao? Tần Hán Quốc không nhịn được, đang định mở miệng nói gì đó, thì bị Giang Vạn Long cản lại, nói Thiên Tử làm bất cứ việc gì đều có kế hoạch và lý do của ông, chúng tôi không oán hận gì cả. Thiên Tử nghe thấy thế thì khẽ gật đầu, xoay người rời đi, đồng thời nói, chờ cậu ấy tỉnh lại thì bảo cậu ấy quay lại quản lý Bắc Lương. Ngoài ra, chuyện lần này kết thúc tại đây. Phía bên nhà họ Viên, tôi sẽ đích thân giải quyết. Chương 616, bắt đầu dàn trận. Ngày hôm sau, Tiêu Chính Văn chợt thức giấc, anh ngồi dậy trên giường, lồng ngực đau đớn dữ dội, khiến anh hít mạnh một hơi. Băng vải quấn quanh trên người anh, mờ mịt nhìn cảnh vật xung quanh. Sau đó, anh vội nhảy xuống giường, xông ra ngoài, gọi lớn, Vi Nhan, Vi Nhan. Lúc này Long Lân và Long Ngao ở ngoài cửa xông vào, hét lên, Long Vương, anh tỉnh rồi à? Tốt quá, anh không sao thì tốt quá rồi. Mắt Long Lân đầy nước mắt vui mừng, đã sắp lo đến chết rồi. Tiêu Chính Văn kìm nén cơn đau lồng ngực, hỏi, Vi Nhan đâu? Long Lân vội nói, Long Vương, vợ anh ở phòng bên cạnh, anh yên tâm, ông Nhạc của Thiên Tử Các đã trị thương giúp vợ anh rồi, nói là không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi là được. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn mới thở phào nhẹ nhõm, vội đi vào phòng kế bên. Lúc này Khương Vi Nhan đang nằm trên giường lẳng lặng, tựa như người đẹp ngủ trong rừng. Tiêu Chính Văn chậm chậm bước đến, ngồi bên cạnh, giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh buốt của Khương Vi Nhan, cứ nhìn cô lặng lẽ như vậy. Vi Nhan, xin lỗi em, anh đến muộn rồi. Long Lân và Long Ngao ở ngoài cửa biết điều đóng cửa lại, ngồi ở cửa, lặng lẽ trông chừng. Cùng lúc này, lầu 9 Thiên Tử Các. Thiên Tử thấy quảng trường nhỏ trước cửa cung Thiên Tử Các đã quét dọn sạch sẽ liền hỏi, ông Long, hôm đó Tiêu Chính Văn chém Xích Diệm Vương, có phải là do ông cố ý không? Ông Long phía sau, chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, nói, không gì giấu được Thiên Tử. Nghe vậy, Thiên Tử bất lực lắc đầu, nói, dựa vào năng lực của ông, Tiêu Chính Văn vừa bước vào cảnh giới 6 sao, tuyệt đối không thể giết được Xích Diệm Vương từ trong tay ông, giải thích duy nhất chính là ông đã nương tay. Ông Long cười nhạt, lẽ nào, đây không phải là ý của Thiên Tử sao? Thiên Tử ngẩng đầu, nhìn thẳng đối phương, sau đó cười nói, tôi có ý này khi nào chứ? Ông Long mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý, nói, vậy xem ra là tôi hiểu sai rồi. Thiên Tử xua tay, nói, bỏ đi, bỏ đi, chung quy thì Xích Diệm Vương làm chuyện quá đáng. Từ hôm nay trở đi, điều tra tất cả lai lịch của Xích Diệm Vương, nhổ sạch toàn bộ thế lực ngầm của ông ta. Ngoài ra, thông báo với cả Hoa Quốc, Xích Diệm Vương hy sinh cho Tổ quốc, an táng long trọng theo lễ chủ soái. Rõ. Ông Long trả lời, sau đó hỏi, vậy bên phía nhà họ Viên thì sao? Thiên Tử nhíu mày, sau khi yên lặng chốc lát thì hỏi, Tiêu Chính Văn tỉnh rồi à? Tỉnh rồi ạ, ông Long nói. Thiên Tử gật đầu, sau đó nói, bốn gia tộc lớn vươn tay quá dài, ngay cả chủ soái chiến khu Hoa Quốc mà cũng dám hãm hại. Con đường làm suy yếu thế lực của bốn gia tộc lớn này không dễ đi, động một tí sẽ rối ren đến gốc rễ của Hoa Quốc. Chuyện của nhà họ Viên, vẫn cần bàn bạc lại. Có điều, ông truyền chiếu lệnh của tôi, bảo năm ông lão của nhà họ Viên đến gặp tôi. Rõ, ông Long trả lời, xoay người rời khỏi Thiên Tử Các. Thiên Tử xoay người, khoanh tay đứng trên lầu 9, mắt nhìn xuống cả Long Kinh phồn hoa, than thở một tiếng, trời cao gió mạnh, sắp xếp năm đó của cậu. Chẳng hề dễ dàng tiến hành chút nào. Tiêu Chính Văn à Tiêu Chính Văn, tất cả thật sự có thể như cậu mong muốn sao? Thiên Tử phóng tầm mắt về phía biệt thự thần Y Tôn. Lúc này mặt Long Nhất đầy vẻ kích động từ ngoài cửa chạy vào, cất cao giọng hô, chủ soái, chủ soái.
Long Lân và Long Ngao cùng đứng dậy, nhìn về phía Long Nhất, nói, nhỏ tiếng chút, Long Vương đang ở bên trong với vợ anh ấy. Nghe vậy, lúc này Long Nhất mới nhỏ giọng, đứng ở cửa, lặng lẽ chờ đợi. Không bao lâu, Tiêu Chính Văn từ trong phòng đi ra, liếc nhìn Long Nhất, hỏi chuyện gì vậy? Long Nhất vội nói, chủ soái, Long Các ban bố chiếu lệnh mới, khôi phục chức vị chủ soái Bắc Lương của anh rồi. Tiêu Chính Văn gật đầu hời hợt, không nói gì, mà lên tiếng hỏi, Xích Diệm Vương thì sao? Long Nhất trả lời, nghe tứ lão nói, thiên tử hậu táng long trọng cho ông ta, chết vì hy sinh cho tổ quốc. Tiêu Chính Văn gật đầu. Hai ngày sau đó, Tiêu Chính Văn dưỡng thương trong biệt thự. Tần Hán Quốc cũng dành thời gian đến một chuyến, đại diện tứ lão thăm hỏi Tiêu Chính Văn. Trong phòng khách, Tần Hán Quốc ngồi ngay ngắn nhìn Tiêu Chính Văn, nhướng mày nói, ý của thiên tử, trước mắt nhà họ Viên tạm thời cứ như vậy, còn cần trao đổi làm việc thêm. Ông ấy đã gặp mặt năm vị trưởng lão của nhà họ Viên rồi, đồng thời đã nổi giận với bọn họ. Chắc hẳn khoảng thời gian này, có lẽ nhà họ Viên không dám hành động nữa đâu. Nghe vậy, mày Tiêu Chính Văn nhíu lại, cười khẩy nói, thiên tử sợ nhà họ Viên như vậy sao? Nghe câu này, Tần Hán Quốc liếc nhìn anh, nói, tên nhóc thối tha. Cậu không thể nói vậy, thiên tử làm như thế đương nhiên có mưu đồ và chiến lược của ông ấy. Nhà họ Viên, suy cho cùng cũng là một trong bốn gia tộc lánh đời lớn, kế thừa nghìn năm, lực lượng phía sau không thể đoán bừa. Hoa Quốc có thể có địa vị ngày hôm nay, thì không thoát khỏi liên quan đến bốn gia tộc lánh đời lớn. Muốn động đến bọn họ chính là động đến gốc rễ của Hoa Quốc, không có kế sách vẹn toàn, tuyệt đối không thể manh động. Nhưng nhà họ Viên liên kết với Xích Diệm Vương, bắt vợ của tôi, khiến cô ấy thương nặng hấp hối mà không phải chịu bất kỳ sự trừng phạt nào sao? Tiêu Chính Văn hỏi, giữa mày lóe lên vẻ lạnh lẽo. Tần Hán Quốc sững sờ nhìn Tiêu Chính Văn, nói, nhóc con. Cậu đang nghĩ gì thế? Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng làm bậy. Nhà họ Viên này không phải Xích Diệm Vương, lợi ích liên quan phía sau ông ta quá nhiều. Nếu cậu dám làm bậy, cho dù là bốn lão già chúng tôi cũng không bảo vệ được cậu. Đương nhiên Tiêu Chính Văn hiểu ý của ông Tần, nói tôi hiểu. Đồng thời, trong lòng anh càng thêm vững vàng suy nghĩ phải diệt trừ nhà họ Viên và ba gia tộc lánh đời lớn khác. Bốn gia tộc lánh đời, tốt lắm. Chúng ta cứ từ từ chơi. Đúng rồi, cậu đã khôi phục lại quân chức chủ soái Bắc Lương rồi, mệnh lệnh này không tuyên bố ra ngoài, bản thân cậu biết là được, Tần Hán Quốc mỉm cười. Tiêu Chính Văn gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Sau đó, anh tiễn Tần Hán Quốc, rồi nói với Long Lân và Long Ngao phía sau, lập tức triệu tập thành viên Điện Thần Long ở Hoa Quốc, có kế hoạch sắp xếp. Nghe câu này, mặt Long Lân và Long Ngao đầy kích động và phấn khởi. Tối đó, trong biệt thự đã tụ tập 300 người, toàn bộ đều là thành viên của Điện Thần Long. Lúc này, tất cả bọn họ quỳ một chân trên bãi cỏ bên ngoài, hô lên với Tiêu Chính Văn trước mặt, Long Vương. Tiêu Chính Văn gật đầu, giơ tay ra hiệu mọi người đứng dậy, sau đó nói, tập hợp mọi người đến đây là có nhiệm vụ cần sắp xếp. Long Vương, anh mau nói đi, là nhiệm vụ gì? Đúng đúng đúng, đã rất lâu rồi bọn tôi không có nhiệm vụ, sắp dỉ xét luôn rồi. Cuối cùng cũng có nhiệm vụ rồi. Tiêu Chính Văn mỉm cười, ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi nói, bắt đầu từ hôm nay, mọi người chia ra mỗi nơi trong khu vực Hoa Quốc, âm thầm thu thập thế lực nhà họ Viên, bao gồm sản nghiệp, nhân viên, kinh tế qua lại hết thảy mọi tài liệu của họ. Rõ. 300 người đồng thanh trả lời, sau đó nhanh chóng rời đi. Đêm đó 300 người này lập tức chia ra mỗi thành phố trong khu vực Hoa Quốc, bắt đầu âm thầm thu thập mọi thế lực của nhà họ Viên. Thiên tử các. Thiên tử và ông Long ngồi đối mặt, đang chơi cờ. Ông Long hờ hững lên tiếng, Tiêu Chính Văn hành động rồi, bảo thành viên của Điện Thần Long bắt đầu thu thập mọi thế lực của nhà họ Viên. Thiên tử ừm một tiếng, đi con, xe, giết thẳng con, tướng, cười nói, tướng quân. Ông Long, tài đánh cờ này của ông vẫn còn kém một bậc. Ông Long cười, nói, tài đánh cờ của tôi không giỏi, khiến thiên tử chê cười rồi. Thiên tử cười hời hợt, đứng dậy đi đến bệ cửa sổ, nhìn bầu trời sao bên ngoài, sau đó hỏi, ông Long, ông cảm thấy giữa Tiêu Chính Văn và nhà họ Viên, ai có thể thắng? Chương 617, nhà họ Khương giỏi lắm. Ông Long trầm mặc một lúc, lắc đầu nói, thế lực nhà họ Viên lớn mạnh, bầy bố khắp 7 tỉnh, hơn 140 thành phố,
nếu Tiêu Chính Văn muốn đánh vào căn cứ của nhà họ Viên, e là còn khó hơn cả lên trời. Nhưng nếu cậu ấy muốn nhà họ Viên cảm thấy khó chịu một chút, biết điều một chút, thì chuyện này vẫn có thể làm được. Nghe tới đây, Thiên Tử gật đầu, đôi mắt sáng ngời, nói tôi cũng nghĩ như vậy. Nhà họ Viên quả không tầm thường, tôi bày bố thế trận nhiều năm như vậy, muốn đánh động bốn gia tộc lánh đời này mà cực kỳ khó khăn, đúng là khó như lên trời. Hành động hiện giờ của Tiêu Chính Văn chẳng khác gì muốn chặt đứt một cái móng vuốt của nhà họ Viên, e là không dễ dàng gì. Nói xong, Thiên Tử cân nhắc một lúc, sau đó nói, nhưng bất cứ việc gì cũng đều do con người mà ra, nếu chúng ta trợ giúp cậu ấy một tay thì sao nhỉ? Nghe xong, ông Long cau mày hỏi, Thiên Tử, ý của ông là? Đưa tất cả những tư liệu mà chúng ta thu thập được từ nhà họ Viên đều giao cho Tiêu Chính Văn. Tôi cũng muốn xem, thằng nhóc Tiêu Chính Văn này, rốt cuộc có thể đạt tới trình độ như thế nào. Lần này, chúng ta hãy là những người cầm chuôi, thăm dò giới hạn của nhà họ Viên, để xem nội tình bên trong của bọn họ. Thiên Tử lạnh lùng nói, đôi mắt lóe lên tia sáng. Tôi hiểu rồi, ông Long gật đầu. Nửa đêm, một chiếc xe quân đội từ Thiên Tử Các đi ra, đến thẳng biệt viện của thần Y Tôn. Một đội binh lính, đến trước cổng biệt viện, gõ cửa, nói với quản gia đang mở cửa, chúng tôi tìm Tiêu Chính Văn. Quản gia đó thấy những người đến đều là cấm vệ quân của Thiên Tử Các, phù hiệu trên vai cũng là phù hiệu của Kim Long nên lập tức lên tiếng, vội vã quay người đi thông báo cho đám người Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ngồi trong phòng khách với Long Lân, Long Ngao, Long Nhất, cùng tính toán xem làm thế nào để triển khai kế hoạch hành động với nhà họ Viên. Chủ soái Tiêu, ngoài cửa có mấy sĩ quan, là cấm vệ quân, nói muốn gặp anh, quản gia cúi người nói. Tiêu Chính Văn cau mày, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng đã biết, sau đó cùng đám người Long Lân ra cổng. Chủ soái Tiêu, những thứ này đều là Thiên Tử bảo tôi tới đưa cho anh, mời anh nhận lấy, vị sĩ quan đó thấy Tiêu Chính Văn đi ra liền cung kính nói. Tiêu Chính Văn liếc nhìn những thùng tài liệu dày đặc đưa từ trên xe quân đội xuống, hỏi một câu, đây là gì vậy? Vị sĩ quan đó mỉm cười đáp, Thiên Tử nói, anh mở ra là biết thôi. Dứt lời, vị sĩ quan đó quay người lên xe rời khỏi. Tiêu Chính Văn cũng ra hiệu cho đám người Long Lân vác thùng tài liệu vào trong. Sau đó, anh mở một chiếc thùng ra, lấy ra tập tài liệu, đập vào mắt là một vài tư liệu liên quan đến nhà họ Viên. Tiêu Chính Văn bật cười. Hóa ra Thiên Tử cũng đã sớm âm thầm điều tra nhà họ Viên. Long Lân, đưa vài người tới, lập tức chỉnh lý những tập tài liệu này đi, Tiêu Chính Văn nói. Vâng, thưa Long Vương. Long Lân lên tiếng, vài ngày sau. Cuối cùng Khương Vi Nhan cũng tỉnh lại, khoảnh khắc thấy Tiêu Chính Văn, cô liền bổ nhào vào lòng anh, khóc hu hu, chồng ơi, cuối cùng anh cũng về rồi, em không nhận đâu. Em không hề phản bội anh, Tiêu Chính Văn vỗ nhẹ vào lưng Khương Vi Nhan, an ủi cô, anh biết hết. Ôm rất lâu, Khương Vi Nhan mới buông ra, đôi mắt ngấn lệ nhìn Tiêu Chính Văn, đột nhiên phát hiện trên ngực Tiêu Chính Văn hình như có vết thương, lo lắng hỏi, chồng, anh bị thương rồi, dứt lời, Khương Vi Nhan nâng tay muốn kiểm tra vết thương của Tiêu Chính Văn, nhưng 10 ngón tay cực kỳ đau đớn, khiến cô không nhịn được hít vào vài hơi khí lạnh. 10 ngón tay của cô vốn mảnh khảnh mềm mại, nay lại bị quấn đầy băng gạc. Tiêu Chính Văn ôm lấy tay của Khương Vi Nhan, nhẹ nhàng đặt lên môi hôn, rồi dịu dàng nói, anh không sao, tất cả đều không sao, Khương Vi Nhan ngấn nước mắt, chỉ yên lặng nhìn Tiêu Chính Văn. Cô biết, vết thương của Tiêu Chính Văn nhất định là vì cô mà ra. Cô rất đau lòng, nhưng lại không biết làm thế nào. Cô không ngừng xin lỗi chồng, xin lỗi anh, đều là em không tốt. Em không nên tham gia buổi giao lưu doanh nghiệp đó, đều tại em mà hại anh bị thương. Tiêu Chính Văn trưng ra gương mặt tươi cười nhìn Khương Vi Nhan, lau đi nước mắt cho cô, nói, không cần tự trách mình, em làm rất tốt, em mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Nghĩ tới tất cả những gì Khương Vi Nhan đã trải qua trong phòng giam số 9, trong lòng Tiêu Chính Văn vô cùng tự trách. Nếu cô mà có bất kỳ sơ suất nào, cho dù có giết chết Xích Diệm Vương thì cũng khó mà làm dịu được ngọn lửa giận dữ trong lòng Tiêu Chính Văn. Rất lâu sau, Khương Vi Nhan mới nhìn anh nói, chồng, chúng ta về Tu Hà được không? Tiêu Chính Văn đương nhiên hiểu Khương Vi Nhan, cô ấy đang sợ hãi, và dường như rất không muốn nhớ đến những gì mình đã trải qua trước đó. Được, chúng ta quay về, Tiêu Chính Văn đồng ý với cô. Buổi chiều,
Tiêu Chính Văn liền chào tạm biệt Thần Y Tôn, còn bảo Long Nhất đến Thiên Tử Các truyền tin tức, sau đó ngồi lên máy bay chuyên dụng, quay về Tu Hà. Sau khi về biệt thự, Tiêu Chính Văn tận dụng những gì anh học được từ các phương pháp y thuật trong mảnh giấy cũ, đích thân tạo ra một loại thuốc bôi làm lành sẹo. Nào, Vi Nhan, cởi áo ra, anh bôi thuốc cho em, Tiêu Chính Văn bưng tới một bát thuốc đen xì xì vào phòng ngủ. Khương Vi Nhan ngồi trong phòng ngủ, nhìn vết sẹo màu đỏ hồng trên người, rất phiền não. Lúc này, thấy Tiêu Chính Văn bê vào một bán thuốc cao màu đen, cô nghi hoặc hỏi, đây là thứ gì thế? Tiêu Chính Văn cười giải thích, thuốc bôi anh tự chế ra, có thể chữa lành vết sẹo của em. Thật sao, Khương Vi Nhan hơi nghi ngờ. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, hãy tin anh. Dứt lời, Khương Vi Nhan đứng dậy, chuẩn bị cởi váy ngủ trên người. Tuy rằng cô và Tiêu Chính Văn đã làm chuyện đó rồi, nhưng giữa ban ngày ban mặt cởi áo trước mặt anh, cô vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Anh quay người trước đã, Khương Vi Nhan ngượng nghịu nói. Tiêu Chính Văn chỉ có thể quay người, nghe thấy âm thanh sột soạt sau lưng. Được rồi. Khương Vi Nhan nhẹ nhàng nói một câu, giọng nhỏ như mũi kêu, dường như đã cắn chặt môi mà nói ra. Tiêu Chính Văn lúc này mới quay người, nhìn thấy Khương Vi Nhan đang nằm sấp trên giường. Đường cong cơ thể tuyệt đẹp, bờ mông nhô cao, đôi chân thon dài thẳng tắp. Chỉ là chằng chịt vết sẹo màu đỏ hồng trên người, nhìn rất đáng sợ. Nhìn thấy những vết thương này, Tiêu Chính Văn khó mà tưởng tượng nổi, rốt cuộc lúc ấy Khương Vi Nhan đã phải trải qua những gì. Anh từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng vết thương trên người cô. Khương Vi Nhan đang nằm sấp trên giường, mặt đỏ bừng, có thể nhỏ ra máu. Lúc thuốc được bôi lên vết sẹo, cảm giác lành lạnh dễ chịu như thấm vào từng lớp da, làm cho Khương Vi Nhan cảm thấy lỗ chân lông như giãn nở hết ra, cảm giác vô cùng thư thái sảng khoái, thậm chí cô không khỏi nghẹn ngào vài tiếng. Thế nào rồi, thoải mái không, Tiêu Chính Văn hỏi. Khương Vi Nhan gật đầu, gương mặt đỏ ửng. Khoảng nửa tiếng sau, Khương Vi Nhan mặc lại quần áo, hơi mất tự nhiên ngồi bên cạnh giường. Bầu không khí trong phòng ngủ hơi nóng, khiến Khương Vi Nhan cảm thấy khá khó thở. Tiêu Chính Văn cũng thấy mặt Khương Vi Nhan đỏ bừng, vội vàng lấy tay áp lên trán cô, hỏi, sao thế, mặt nóng như vậy? Sốt rồi ư, Khương Vi Nhan vội lắc đầu, nói, không, không sốt. Tiêu Chính Văn ồ một tiếng, nói, em nghỉ ngơi trước đi, anh ra ngoài trước đây. Vâng, Khương Vi Nhan trả lời, nhìn Tiêu Chính Văn đi ra khỏi phòng ngủ. Đến khi anh đi khỏi, Khương Vi Nhan mới thở dài, liếc nhìn gương mặt đỏ hồng trong gương. Nhỏ giọng nói, Khương Vi Nhan, mày với anh ấy đã làm chuyện ấy rồi, mày còn xấu hổ cái gì? Anh ấy là chồng mày, mày là vợ anh ấy mà. Bên này, sau khi Tiêu Chính Văn ra khỏi phòng ngủ, Long Nhất liền chạy đến, sắc mặt phẫn nộ nói, chủ soái. Có chuyện rồi, tôi không biết có nên nói với anh không? Tiêu Chính Văn cau mày nói, chuyện gì? Chủ soái, đám người nhà họ Khương đó quá ác độc, đặc biệt là gia đình Khương Văn Kỳ. Trong thời gian chị dâu gặp chuyện, bọn họ đã cướp luôn công ty của chị dâu rồi, Long Nhất tức giận nói. Nghe xong, ánh mắt Tiêu Chính Văn bừng bừng sát khí, nói, được lắm Khương Văn Kỳ. Đi, theo tôi tới nhà họ Khương. Chương 618, bắt hết toàn bộ. Biệt thự Hoa Viên. Trong biệt thự mới của ba người nhà Khương Văn Kỳ. Ha ha ha, không ngờ Khương Vi Nhan đến Long Kinh lại xảy ra chuyện này. Bây giờ tốt rồi. Các công ty dưới danh nghĩa của cô ta đều là của chúng ta rồi. Khương Văn Kỳ ngồi trên sofa trong phòng khách, uống một hớp trà cười nói. Bố chắc Khương Vi Nhan bị người của quân khu bắt đi rồi chứ? Còn gán cho tội cấu kết với địch, mưu đồ phản quốc sao? Khương Mỹ Nghiên ngồi một bên vẫn cảm thấy hơi lo lắng hỏi. Tất nhiên, trong số những người đến tham gia họp giao lưu doanh nghiệp lần này có một người bạn cũ của bố. Ông ấy nói với bố các doanh nhân đến tham gia họp giao lưu lần này của Tu Hà đều đã bị bắt, sau đó thì có tin Khương Vi Nhan có hành vi làm gián điệp, có thể còn liên quan đến Tiêu Chính Văn nữa. Khương Văn Kỳ cảm thấy rất vui sướng. Nghe ông ta nói vậy, Khương Mỹ Nghiên mới thở phào, cười nói, vậy thì tốt quá. Khương Vi Nhan bị bắt, thì chúng ta đã bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Sau này nhà họ Khương là của chúng ta rồi. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Khương Văn Kỳ bật cười, sau đó nói, đúng rồi, giao cho con xử lý mấy hợp tác bên doanh nghiệp nước ngoài,
con nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này. Con biết rồi ạ, bố cứ yên tâm, Khương Mỹ Nghiên cười nhạt nói. Ngay lúc hai bố con đang thầm cười không ngừng thì cổng chính biệt thự bỗng bị ai đó đạp mạnh vào. Một bóng người tỏa ra khí lạnh như băng đột nhiên xuất hiện ở cổng chính. Ai đó? Khương Văn Kỳ giật mình. Là tôi, Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn vừa bước vào vừa lạnh lùng nói, anh lướt nhìn khắp căn nhà, sau đó nhìn Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên. Lúc này Tiết Mai vội vàng chạy ra từ phòng ngủ. Sắc mặt ba người đều trở nên rất khó coi. Nhất là Khương Văn Kỳ, ông ta run như cầy sấy, vô cùng hoảng hốt nhìn Tiêu Chính Văn nói chẳng phải cậu bị bắt rồi sao? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi ngược lại, ai nói tôi bị bắt? Khương Vi Nhan có ý đồ phản quốc đều là do cậu xúi nó bị bắt thì chẳng phải cậu cũng bị bắt sao? Khương Văn Kỳ khó hiểu nói. Sao Tiêu Chính Văn lại xuất hiện ở đây? Không thể nào. Ha ha. Tiêu Chính Văn cười khẩy rồi ngồi xuống sofa nhìn cả nhà Khương Văn Kỳ, Long Nhất ở đằng sau, ánh mắt đầy vẻ tức giận. Cấu kết với địch, mưu đồ phản quốc. Xem ra tin tức của ông cũng nhiều thật đấy, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Khương Văn Kỳ nhíu mày lạnh lùng hỏi, cậu đến làm gì? Tất nhiên là đến lấy lại mọi thứ thuộc về Vi Nhan, Tiêu Chính Văn nói. Nghe vậy Khương Văn Kỳ đã hiểu, ông ta lập tức lắc đầu, tôi không biết cậu đang nói gì cả. Tiêu Chính Văn, cậu cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức, nơi này không chào đón cậu. Khương Mỹ Nghiên cũng hùa theo nói, phải đó, mau cút khỏi đây. Xem ra các người không định giao đồ ra, Tiêu Chính Văn nhướng mày nói, lạnh lùng nhìn Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên. Ánh mắt này làm Khương Văn Kỳ sợ hãi. Tiêu Chính Văn, đừng tưởng trước đây cậu là chủ soái thì có thể làm gì cũng được, bây giờ cậu đã từ chức rồi, cậu chỉ là người bình thường. Tôi khuyên cậu mau rời khỏi đây đi. Khương Văn Kỳ nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói. Đúng vậy, Tiêu Chính Văn, chúng tôi không sợ anh, đó là những thứ chúng tôi nên có. Khương Mỹ Nghiên hùa theo. Hừ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng nói, tôi chỉ cho các người một cơ hội, trả hết tất cả những gì lấy từ chỗ Vi Nhan ra đây, nếu không đừng trách tôi không nể tình. Cậu đang dọa nạt ai đấy hả? Có bản lĩnh thì bắt chúng tôi đi. Khương Văn Kỳ tức giận quát. Được, tôi sẽ cho ông toại nguyện. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói, sau đó búng tay một cái cộp cộp cộp. Ngay lập tức có mười mấy binh lính cầm súng lao vào bao vây lấy ba người nhà Khương Văn Kỳ. Cả người Khương Văn Kỳ bị đè xuống đất. À, các cậu đang làm gì vậy? Cậu đang xông vào nhà dân bất hợp phá đấy. Tiêu Chính Văn, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Sao cậu còn có thể chỉ huy binh lính vậy? Chẳng phải cậu đã từ chức rồi sao? Khương Văn Kỳ bị ấn xuống đất tức giận gào mồm lên. Tiêu Chính Văn đứng dậy lạnh lùng nhìn Khương Văn Kỳ trên mặt đất nói, quên nói cho các ông biết, tôi đã phục chức rồi. Dầm. Câu nói của anh cứ như một hồi sấm sét nổ ầm trong đầu ba người Khương Văn Kỳ. Phục chức rồi. Vậy chẳng phải cậu ta lại là chủ soái Bắc Lương sao? Trời ạ. Khương Văn Kỳ cảm thấy máu bỗng dồn lên não. Xin lỗi. Tiêu Chính Văn, tôi xin lỗi, là chúng tôi sai rồi, do chúng tôi ngu muội, xin cậu đừng bắt chúng tôi sẽ trả hết lại, ngay sau đó Khương Văn Kỳ thay đổi thái độ kiêu ngạo, vội vàng xin tha. Khương Mỹ Nghiên ở bên cạnh càng khiếp sợ đến mức run rẩy, khóc bù lu bù loa nói, bố, chúng ta nên làm gì đây? Lẽ nào chúng ta sẽ bị bắt rồi bị bắn chết sao? Tiêu Chính Văn, tôi cầu xin anh. Xem như nể mặt tôi là chị họ của Khương Vi Nhan mà tha cho chúng tôi lần này đi, chúng tôi cũng là do ma xui quỷ khiến. Xin anh, thấy hai bố con không ngừng xin tha, ánh mắt Tiêu Chính Văn vẫn lạnh như băng, không hề ẩn chứa chút thương xót nào. Anh nói, tha cho các người ư. Lúc Vi Nhan xảy ra chuyện, thứ các người nghĩ đến không phải là cố hết sức giúp cô ấy mà là cướp hết tất cả những gì cô ấy khó khăn lắm mới có được. Cái đám cướp của như các người còn muốn tôi tha cho à? Dẫn đi. Tiêu Chính Văn tức giận nói, các binh lính lập tức dẫn ba người nhà Khương Văn Kỳ đi. Không lâu sau, tin tức này đã truyền đến tai Khương Thái Sương ở khu biệt viện của nhà họ Khương. Cái gì, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan về rồi sao? Cậu ta còn bảo người bắt cả nhà Khương Văn Kỳ. Khương Thái Sương vô cùng kinh ngạc, cả người khẽ run lên. Sau đó lão tức giận nói, hay cho cái tên Tiêu Chính Văn. Chẳng phải cậu ta không còn chức vụ gì nữa sao?
còn dám ngang nhiên bắt người như vậy. Tất cả người nhà họ Khương đi cùng tôi đến đòi lời giải thích. Chẳng bao lâu, Khương Thái Sương dẫn một đám nhà họ Khương từ lớn đến nhỏ đùng đùng tức giận đi đến biệt thự của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, cậu lăn ra đây cho tôi, lập tức thả cả nhà Khương Văn Kỳ ra. Khương Thái Sương đứng trước cổng biệt thự, tay chống gậy tức giận quát. Cả nhà họ Khương từ nhỏ đến lớn đứng phía sau cũng lên tiếng chỉ trích. Lúc này Tiêu Chính Văn chắp hai tay sau lưng đi ra từ trong biệt thự của mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người nhà họ Khương. Tiêu Chính Văn, mau thả cả nhà Khương Văn Kỳ ra, Khương Thái Sương thấy Tiêu Chính Văn đi ra, ánh mắt sắc lẹm nói. Tiêu Chính Văn cười khẩy hỏi ngược lại, tại sao tôi phải thả? Cậu muốn làm gì? Khương Thái Sương đỏ mặt vì tức giận, nói cậu còn tưởng mình là chủ soái sao? Tôi nói cho cậu biết, Tiêu Chính Văn, hôm nay cậu nhất định phải thả bọn nó ra, bọn nó chẳng qua chỉ tiếp nhận công ty của Khương Vi Nhan mà thôi, có gì sai sao? Hơn nữa, Khương Vi Nhan xảy ra chuyện, đó là do nó hồ đồ. Nhà họ Khương chúng tôi không thể trơ mắt nhìn nhiều hợp tác và dự án không có người lãnh đạo như vậy chứ. Nghe lão nói vậy, Tiêu Chính Văn khẽ cười. Hay cho cậu có gì sai? Ánh mắt Tiêu Chính Văn sắc lẹm lướt nhìn mọi người, tức giận hỏi, vậy tôi hỏi các ông, khi biết được tin Vi Nhan xảy ra chuyện, là người nhà, người thân của cô ấy, các người có nghĩ ngay đến chuyện làm sao để cứu cô ấy hay là nghĩ muốn cướp hết mọi thứ từ tay cô ấy? Nói đi chứ, là cái gì? Chương 619, Khương Vi Nhan trở nên mạnh mẽ. Bỗng chốc không gian lặng như tờ, sắc mặt đám người Khương Thái Sương hơi lúng túng và khó coi. Ngay khi biết tin Khương Vi Nhan xảy ra chuyện, điều họ nghĩ đến đầu tiên quả thật không phải là làm sao cứu cô, mà là nghĩ cách chuyển hết toàn bộ những thứ của Khương Vi Nhan cho nhà họ Khương theo lời đề nghị của Khương Văn Kỳ, cho nên mặt Khương Thái Sương nóng bừng, không biết nên đáp lời thế nào. Thấy vẻ mặt của họ, Tiêu Chính Văn hiểu ra liền chế nhạo, xem ra bị tôi đoán trúng rồi. Trong mắt các người chưa bao giờ xem Khương Vi Nhan là người thân của mình cả. Trong lòng các người, cô ấy chỉ là một sự phiền toái, là trò cười của nhà họ Khương thôi. Khương lão gia, cô ấy cũng từng là cháu gái của ông, cũng từng là Vi Nhan mà ông yêu thương. Thế nhưng ông đi sai một bước rồi lại một bước, bây giờ ông còn cầu xin cho cả nhà Khương Văn Kỳ nữa. Ông không sợ sau khi Vi Nhan biết được chuyện này thì cô ấy sẽ đau lòng sao? Ông không sợ cháu gái mà ông từng yêu thương sẽ không nhận người ông này nữa sao? Mấy câu chất vấn liên tiếp khiến Khương Thái Sương ngây người, sắc mặt đỏ bừng, cơ thể cũng run rẩy, lảo đảo lui về sau nửa bước. Im lặng một lúc, Khương Thái Sương nghiến răng nói, Tiêu Chính Văn, bất kể hôm nay cậu có nói gì cũng vô dụng, cậu mau thả cả nhà Khương Văn Kỳ ra. Cậu đã không còn là chủ soái Bắc Lương nữa rồi, cậu không có quyền phán xét. Nếu không vì cậu thì 5 năm trước nhà họ Khương có thể trở thành trò cười của Tu Hà sao? Vốn dĩ nghĩ cậu là chủ soái Bắc Lương có thể đem đến cho nhà họ Khương vô số vinh dự, nhưng ai ngờ cậu lại từ chức. Cậu bây giờ có khác gì cậu của 5 năm trước không? Khương Vi Nhan ư, 5 năm trước tôi đã không còn nhận nó là cháu gái của tôi nữa rồi. Nhà họ Khương không có nó có lẽ sẽ phát triển tốt hơn. Lão vừa dứt lời. Cơ thể đơn độc của Khương Vi Nhan chậm rãi bước ra từ cánh cổng phía sau Tiêu Chính Văn. Lúc này mặt cô đã ướt đẫm nước mắt, không ngừng lắc đầu nhìn Khương Thái Sương, nhìn người ông mà cô luôn kính yêu. Khoảnh khắc nhìn thấy Khương Vi Nhan bước ra, trái tim Khương Thái Sương khẽ giật thót nhưng ngay lập tức vẻ lạnh lùng lại hiện lên mặt lão. Lúc này hai mắt Khương Vi Nhan đỏ hoe. Rơm rớm nước mắt nhìn Khương Thái Sương, uất ức nói, ông nội, ông thật sự không xem Vi Nhan là cháu gái của ông nữa sao? Trong lòng ông, Vi Nhan thật sự chỉ là thứ phiền toái của nhà họ Khương thôi sao? Vẻ mặt Khương Thái Sương hơi dao động nhưng vẫn đứng thẳng tắp nói, phải, Khương Vi Nhan, cô là cái đứa phá hoại gia tộc. Nếu không phải vì cô, nhà họ Khương cũng không đến nỗi bị người Tu Hà cười trên 5 năm. Trong lòng tôi đã không có đứa cháu gái là cô từ lâu rồi. Hôm nay cô mau bảo cái tên ngu ngốc Tiêu Chính Văn thả bác cả của cô ra. Dầm. Câu nói của ông ta cứ như sét đánh ngang tai Khương Vi Nhan. Cô đau đớn khóc nấc lên, cô không muốn tin nhưng sự thật lại đang ở ngay trước mắt cô. Lúc này chiếc gương mỏng manh trong lòng cô đã vỡ nát hoàn toàn. Cô khóc nấc lên nhìn Tiêu Chính Văn nói, chồng ơi, anh thả họ ra đi, đây là lần cuối cùng em xin anh, từ nay về sau.
người và chuyện của nhà họ Khương không còn liên quan đến em nữa. Hu hu hu, lúc này Khương Vi Nhan gào khóc thảm thiết dường như cô đã đánh mất đi thứ mà mình vẫn luôn kiên trì trước giờ. Tiêu Chính Văn bước đến ôm Khương Vi Nhan vào lòng, lạnh lùng nhìn đám người Khương Thái Sương nói, đây là lần cuối cùng tôi nhân từ với các ông. Khương lão gia, từ nay về sau, tôi và Vi Nhan không còn quan hệ gì với nhà họ Khương nữa. Hừ, Khương Thái Sương lạnh lùng hừ một tiếng nói, vậy thì tốt, nhà họ Khương cũng không liên quan gì đến các cậu nữa. Nói xong lão quay đầu sang nhìn Khương Vi Nhan đang đau lòng khóc nấc nói, kể từ hôm nay, Khương Vi Nhan bị gạch tên khỏi gia phả nhà họ Khương không còn vị trí cho cô nữa. Nghe lão nói vậy, Khương Vi Nhan càng khóc to hơn. Sau đó Khương Thái Sương dẫn người xoay người rời đi. Thế nhưng trước khi họ đi khỏi, Tiêu Chính Văn nhìn bóng dáng đám người Khương Thái Sương, lạnh lùng nói, Khương lão gia, quên nói với các ông, tôi đã phục chức lại rồi, chủ soái Bắc Lương đương nhiệm. Dầm. Câu nói này như một quả bom nổ ầm trong đầu Khương Thái Sương và đám người nhà họ Khương. Phục chức. Lại nắm quyền Bắc Lương. Khoảnh khắc đó, khóe miệng Khương Thái Sương khẽ giật, sắc mặt không còn giữ được bình tĩnh, chân bỗng chốc mềm nhũn. Cũng vào lúc đó, Khương Thái Sương bỗng cảm thấy như mình già đi mười mấy tuổi, cả người lảo đảo ngã về phía trước. Ngu muội, hồ đồ quá. Khương Thái Sương ngơ ngác, vừa muốn xoay người lại thì đằng sau vang lên giọng nói lạnh như băng của Tiêu Chính Văn, tiễn khách. Ngay lúc đó, Khương Thái Sương bỗng ho dữ dội nôn ra máu, sau đó ngất lịm đi. Khương lão gia, ông sao vậy? Lão gia, mau, đưa đến bệnh viện. Còn Tiêu Chính Văn thì ôm Khương Vi Nhan xoay người đi vào phòng khách. Mọi chuyện ở phía sau đã không còn liên quan đến họ nữa rồi. Trong phòng khách, Khương Vi Nhan khóc một hồi, cuối cùng cô cũng bình ổn lại cảm xúc. Sao rồi, em thấy đỡ hơn chưa? Tiêu Chính Văn hỏi. Khương Vi Nhan hít sâu, vành mắt đỏ ửng cứ như một chú thỏ nói, vâng, đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn chồng nhé, không sao rồi, Tiêu Chính Văn khẽ cười xoa mặt Khương Vi Nhan, lau nước mắt cho cô. Hít sâu vài hơi, ánh mắt Khương Vi Nhan lóe lên vẻ kiên định nói, chồng ơi, bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Khương không còn bất kỳ quan hệ gì với em nữa. Sau này em muốn sống vì mình, sống vì anh và Nana. Khương Vi Nhan như một đóa hoa đầy sương gió, cuối cùng cô cũng đã thể hiện được vẻ mạnh mẽ và tự tin nhất của mình để đón nhận ánh sáng thuộc về riêng cô. Khương Vi Nhan của quá khứ đã biến mất hoàn toàn. Cô của bây giờ Khương Vi Nhan là một người đã buông bỏ dáng vẻ đơn thuần, yếu đuối của trước đây để trở nên mạnh mẽ hơn. Ừ, em muốn làm gì anh cũng ủng hộ, Tiêu Chính Văn nói. Khương Vi Nhan gật đầu, sau đó cơ thể vươn về trước hôn lên mặt Tiêu Chính Văn nói, cảm ơn anh, Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ cười. Hôm đó cả nhà Khương Văn Kỳ được thả ra. Khoảnh khắc lại được nhìn thấy được mặt trời. Khương Văn Kỳ tham lam hít không khí trong lành, đồng thời trong lòng càng căm hận Tiêu Chính Văn. Bố, chúng ta phải làm sao đây? Lần này đã đắc tội với Tiêu Chính Văn rồi, Khương Mỹ Nghiên lo lắng nói. Khương Văn Kỳ cũng rất đau đầu về chuyện này. Lúc này một chiếc xe bỗng dừng ngay trước mặt họ. Một người đàn ông mặc đồ vest bước xuống xe nói, chào ông Khương, ông chủ nhà tôi muốn hẹn gặp ông. Khương Văn Kỳ sửng sốt nhìn người trước mặt hỏi, ông chủ nhà cậu. Ai vậy, tôi quen sao? Người đàn ông đó lấy danh thiếp ra đưa cho Khương Văn Kỳ nói, đây là danh thiếp của ông chủ nhà tôi. Khương Văn Kỳ nhận lấy đọc, Viên Văn Sinh. Không lâu sau, mấy người Khương Văn Kỳ lên xe đi khỏi đó. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn đang nghe Long Lân báo cáo trong phòng khách. Long Vương, các anh em phân tán ra ngoài đã điều tra được không ít tin tức, đây là thông tin đã được sắp xếp lại, anh xem đi. Long Lân đưa iPad cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhận lấy rồi đọc lướt qua, sắc mặt ngày càng xám xịt, nhà họ Viên quả nhiên là gia tộc lớn, tài sản cực nhiều trên hơn 40 thành phố của 7 tỉnh, lai lịch này cũng khá đấy, không hổ là một trong 4 gia tộc lánh đời lớn. Long Vương, thế tiếp theo chúng ta làm gì? Long Lân hỏi. Tiêu Chính Văn suy nghĩ rồi nói, trước tiên cứ tiếp tục điều tra đi, mấy ngày nữa, chúng ta lại đến nhà tù đen một chuyến. Chuyện của Khương Vi Nhan đã được giải quyết nhưng Tiêu Chính Văn vẫn không buông bỏ được chuyện nhà tù đen. Anh cần phải đến đó xem thử ông nội có còn trong nhà tù đen hay không. Anh vẫn còn rất nhiều thắc mắc về mảnh giấy cũ muốn nhờ ông mình chỉ bảo.
Chương 620, đấu tay đôi. Ngày hôm sau, Tiêu Chính Văn ở lại biệt thự cùng Khương Vi Nhan. Long Nhất bước vào, ghé tai anh nhỏ giọng nói, chủ soái, Tổng tư lệnh Bộ Ngoại giao Vương Lận từ Long Kinh đến xin được gặp anh, nói là có chuyện cần bàn bạc. Vương Lận Tổng tư lệnh Bộ Ngoại giao lại từ Long Kinh đến đây. Tiêu Chính Văn cau mày. Tuy chức vị của hai người không hề tương đồng, nhưng đối phương dù gì cũng là một đại diện của quốc gia, xét về một khía cạnh nào đó cũng giống anh, chịu trách nhiệm bảo vệ lợi ích đất nước. Ông ta lặn lội từ Long Kinh đến đây, chắc hẳn có chuyện rất quan trọng. Sau khi đồng ý gặp mặt, Tiêu Chính Văn lên ô tô, đến khách sạn nơi Vương Lận đang ở. Lúc Vương Lận bước tới chìa tay ra, nhiệt tình bắt tay với Tiêu Chính Văn. Vua Bắc Lương, ngưỡng mộ danh tiếng của anh đã lâu. Tôi là Vương Lận. Vương Lận nắm tay Tiêu Chính Văn rất chặt, vẻ mặt lộ rõ sự kích động. Suy cho cùng, người đang đứng trước mặt ông ta chính là chủ soái của Long Kinh thuộc Hoa Quốc, người đã từng lãnh đạo 300.000 quân phá Long, chống lại đội quân hùng mạnh triệu người của tám nước, gặp được sao có thể không kích động chứ? Cho dù chức vị của hai người cùng cấp bậc, nhưng Vương Lận đã từng nghe qua rất nhiều câu chuyện lưu truyền về đội quân phá Long của Long Kinh. Không cần khách sáo, Tổng tư lệnh Vương tìm tôi có chuyện gì sao? Tiêu Chính Văn hỏi. Là thế này, dạo gần đây chúng tôi chuẩn bị tổ chức một buổi giao lưu võ thuật quốc tế, địa điểm là ở Tu Hà. Tôi muốn vua Bắc Lương cũng sẽ đến tham gia buổi giao lưu này, đồng thời cũng mong anh có thể cổ vũ cho mọi người. Buổi giao lưu này do Vương Lận phụ trách sắp xếp, đó là một sự kiện nhằm thúc đẩy tình hữu nghị quốc tế. Mời đến khá nhiều nước đại diện, có thể nói đây là một sự kiện vô cùng quan trọng. Mục đích rất đơn giản, đầu tiên là tình hữu nghị, tiếp đến là thể hiện danh tiếng và sức mạnh của đất nước. Tiếc là Tiêu Chính Văn không hứng thú lắm với cuộc gặp gỡ giao lưu này, vì vậy anh xua tay, nếu bên ông thiếu người, tôi có thể cử vài cấp dưới qua giúp, còn tôi sẽ không tham gia, cùng lắm là đến xem chút thôi. Nếu đã vậy thì xin cảm ơn vua Bắc Lương. Vương Lận cảm ơn một hồi, sau đó lập tức điều động người tiến hành bố trí hội trường, cũng cử người đưa Tiêu Chính Văn về nhà. Trong đại sứ quán Mỹ Quốc, một người phụ trách võ thuật để một chòm râu nhỏ màu vàng, mặc vest, nói với ba võ sĩ dũng mãnh trước mặt. Ba người các cậu là những võ sĩ tinh nhuệ nhất của Mỹ Quốc chúng ta, đặc biệt là Trác, cậu chính là con át chủ bài, ba lần liên tiếp là vua chiến đấu của thi kickboxing tự do, ngày mai phải thể hiện thật tốt. Trác có chiều cao 2,5 m, thân hình như một con gấu nâu to lớn, gật đầu đáp lại. Chẳng phải nói ngày mai chỉ là trận đấu trình diễn thôi sao? Không cần phải nghiêm túc thế chứ. Đại sứ Cory, ông quá khinh thường tôi rồi. Chắc khó chịu nói. Tuy nhiên, người phụ trách Cory lại cười, nói tất cả mọi người đều nghĩ đó là trận đấu trình diễn, nhưng kế hoạch của chúng ta thì khác. Ngày mai tôi để các cậu dốc toàn sức mà đánh, để bọn họ không kịp trở tay, cho bọn họ bị chúng ta đánh bại, trước ánh mắt của hàng ngàn người xem. Chúng ta phải cho người Hoa Quốc biết rằng, chúng ta vẫn có thể dễ dàng đánh bại họ như xưa. Ngoài ra, lần này chúng ta tới đây còn có nhiệm vụ bí mật. Chúng ta cần thăm dò tình hình thực tế của Hoa Quốc, xem sức mạnh của binh lính nước họ. Nghe vậy, trên mặt Trác nở nụ cười, thì ra là vậy, chẳng trách lại cử chúng tôi đi. Yên tâm, có tôi ở đây, cuộc thi đấu này, chúng ta thắng chắc rồi. Ngày hôm sau, buổi giao lưu bắt đầu như dự kiến. Rất nhiều nhà báo, phóng viên giới truyền thông đều đến. Địa điểm tổ chức là võ đường mới xây dựng ở Tu Hà, cũng là võ đường tuyên truyền cho ngày hội giao lưu lần này, võ đường Trung Mễ. Đến tham gia hội giao lưu võ thuật lần này có cao thủ của rất nhiều môn phái, thậm chí còn có cả binh lính đặc chủng từ các quân đoàn. Đại diện của nước ngoài là các võ sĩ, võ sư Taekwondo được câu lạc bộ võ thuật Mễ Quốc cử đến. Đầu tiên sẽ tiến hành trình diễn một màn võ thuật đẹp mắt, uyển chuyển để thu hút sự chú ý và thích thú từ người xem. Trong và ngoài võ đường có vô số người đến cổ vũ, bầu không khí hết sức náo nhiệt. Xem ra, lần tuyên truyền này có hiệu quả rất tốt, nếu không có gì ngoài ý muốn, võ đường liên hợp này của chúng ta sẽ có thành quả vô cùng lớn. Vương Lận nhìn đám đông kéo đến võ đường mới, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười. Đúng vậy. Việc thành lập võ đường liên hợp không chỉ nâng cao tinh thần rèn luyện thân thể của người dân hai nước, mà còn thúc đẩy sự giao lưu, phát triển giữa hai nước chúng ta. Cory ngồi một bên uống cà phê, gương mặt dần lộ ra nụ cười đắc ý. Tiếp theo chính là phần đặc sắc nhất,
tiết mục đấu tay đôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền.